Rồi đọc tiếp. Phát Bồ Đề Tâm tới thành công đức viên mãn. Cho nên kể công đức từ khi mới tu cho tới thành Phật. Còn ở phẩm này chỉ nói công đức khi mình mới phát tâm thôi. Mà nói công đức khi mới phát tâm là vì muốn cho mình thấy được cái mục đích của người tu quyết cầu thành Phật, chứ không phải tu chỉ cầu được những cái lợi nho nhỏ gần gần thôi. Mà tu ở đây là cốt được thành Phật, cho nên phải phát cái tâm to lớn Mà nếu tu cốt thành Phật thì cái công đức phát tâm này không thể nào kể hết. Lúc bây giờ Thiên Đế Thích bạch Pháp Huệ Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, Bồ Tát sơ phát Bồ Đề Tâm được bao nhiêu công đức? Hỏi trời Đế Thích hỏi người mới phát Bồ Đề Tâm được bao nhiêu công đức. Pháp Huệ Bồ Tát nói: Nghĩa đó rất sâu, khó nói, khó biết, khó phân biệt, khó tin hiểu, khó chứng, khó làm, khó thông đạt, khó tư duy, khó đạt lượng, khó thu thập nhập. Tuy nhiên, thừa oai thần của Đức Phật, tôi sẽ nói cho ông. Như vậy thì cái điều đó rất khó, người khó hiểu, khó biết, khó thấu suốt được. Nhưng mà giờ do oai thần của Phật mà tôi cũng nói cho ông biết đại khái. Này Phật tử, giả sử có người đem tất cả đồ sở thích cúng dường chúng sanh trong vô số thế giới ở mười phương trọn một kiếp, rồi sau đó dạy họ thọ trì ngũ giới thanh tịnh, cứ theo ý ông công đức của người này nhiều chăng? Thiên Đế thưa, công đức của người này trừ Phật ra không ai có thể biết, thể lường được. Thì cái công đức thứ nhất này là chỉ đem tất cả đồ cúng dường cho chúng sanh trong vô số thế giới ở mười phương, rồi dạy họ tu ngũ giới luôn nữa. Công đức đó thì không biết bao nhiêu. Pháp Huệ Bồ Tát nói: Này Phật tử, công đức của người này đem so với công đức người sơ phát tâm của Bồ Tát chẳng bằng 1%, 1%, 1%, 1% ức, 1%, 1000 na do tha, 1% số, 1% ca la, 1% toán, 1% dụ nhẫn đến chẳng bằng 1% ưu ba la ni sa đà. Cái này hết số tính à. Ở Trung Quốc họ không còn cái số nào để mà dịch được nữa, thì mình cũng không có số nào để kêu. Thì như vậy nghe thì quý vị thấy có nó quá đáng hay không? Mình cúng dường chúng sinh số nhiều, thế giới nhiều như là vô số, mà chúng sinh trong đó mình cúng dường đủ hết, rồi lại dạy họ gìn giữ năm giới trong sạch nữa, thì hỏi cho bao nhiêu phước đức. Vậy mà không bằng cái phước đức của người phát tâm Bồ Đề. Như vậy 100%, 1000% không bằng. Như vậy thì sao? Đó là cái thí dụ đầu để cho mình biết. Rồi tới thêm cái phần kế: giả sử có người đem tất cả đồ sở thích cúng dường chúng sanh trong mười vô số thế giới ở mười phương trọn 100 kiếp, rồi sau đó dạy họ đều tu thập thiện, cúng dường như vậy trọn 1000 kiếp, rồi dạy tứ thiền, cúng dường như vậy trọn 100.000 kiếp, rồi dạy trụ tứ vô lượng tâm, cúng dường trọn 1000 kiếp, rồi dạy trụ tứ vô sắc định, cúng dường trọn 100 ức kiếp, rồi giải hạ trụ quả Tu Đà Hoàng, cúng dường trọn 1000 ức kiếp, rồi giải hạ trụ quả Tư Đà Hàm, cúng dường trọn 100 ức kiếp, rồi giải hạ trụ quả A Na Hàm, cúng dường trọn Na Do Tha 1000 ức kiếp, rồi giải hạ trụ quả A La Hán, cúng dường trọn 100.000 Na Do Tha 1000 ức kiếp, rồi giải hạ trụ Bích Chi Phật. Này Phật tử, cứ theo ý của ông, công đức của người này có nhiều chăng? Thiên Đức Thích thưa, công đức của người này chỉ có Phật là biết được thôi, hết ai biết nổi. Bồ Tát Pháp Huệ Bồ Tát nói: Này Phật tử, công đức của người này đem so với công đức của Bồ Tát sơ phát tâm chẳng bằng 1%, nhẫn đến chẳng bằng 1% Uvanisada. Như vậy thì vô số vô lượng. Như vậy
nghe mình tin nổi không? Nghĩa là đợt trước là cúng dường vô số vị người ở trong vô số thế giới, rồi dạy họ tu ngũ giới thanh tịnh, rồi kế đó cũng cúng dường như vậy hoặc nhiều hơn, rồi dạy họ tu thập thiện, rồi cúng dường như vậy hoặc nhiều hơn, rồi dạy họ tu tứ thiền, rồi cúng dường như vậy hoặc nhiều hơn, dạy họ tu tứ vô lượng tâm, rồi cúng dường như vậy hoặc nhiều hơn, rồi dạy cho họ tu tứ định, tứ vô sắc định, rồi cúng dường như vậy hoặc nhiều hơn, rồi dạy họ tu chứng quả tu đà hoàng vân vân, cho tới chứng quả a la hán, cuối cùng là bích chi phật, nhiều như số như vậy đó, mà không bằng bồ tát mới phát tâm. Công đức không bằng bồ tát mới phát tâm, trăm ngàn ức phần, một phần không bằng một phần trăm ngàn, trong trăm ngàn ức phần, tin nổi không? Sao mà Phật nói khó tin quá vậy? Là bởi vì dầu cho mình cúng dường và dạy họ tu chứng tới cái quả gì đó, thì mình cũng chỉ là có được cái phước vô số kể, nhưng mà tất cả cái phước đó đều thuộc về cái vô thường đó. Rồi cái quả chứng cứu kính là bích chi Phật thì cũng là giác ngộ cho bản thân. Còn ở đây phát bồ đề tâm, tức là phát cái tâm tu thành Phật, thì cái công đức này nó hơn, vì đây chỉ nhắm một con đường thành Phật thôi. Đây mới nói lý do đây, đây giải thích lý do cho mình thấy. Tại sao thế? Này Phật tử, tất cả chư Phật lúc sơ phát tâm chẳng phải vì đem tất cả đồ sở thích cúng dường chúng sanh trong mười vô số thế giới ở mười phương, trải qua trăm kiếp nhẫn đến trăm ngàn na do ta kiếp mà phát tâm phát bồ đề tâm, cũng chẳng phải vì giáo hóa những chúng sanh ấy tu ngũ giới thập thiện tứ thiền tứ không, nhẫn đến khiến trụ nên quả vị a la hán và bích chi, quả a la hán và bích chi phật mà phát bồ đề tâm, chính là vì khiến chủng tánh Như Lai chẳng dứt, vì đầy khắp tất cả thế giới, vì độ thoát tất cả chúng sanh trong tất cả thế giới, vì biết rõ tất cả rõ cả sự thành hoại của tất cả thế giới, vì biết rõ chúng sanh cấu tịnh trong tất cả thế giới, vì biết rõ tự tánh thanh tịnh của tất cả thế giới, vì biết rõ sở thích phiền não tập khí của tất cả chúng sanh, vì biết rõ sự chết đây sanh kia của tất cả chúng sanh, vì biết rõ căn tánh phương tiện của tất cả chúng sanh, vì biết rõ tâm hành của tất cả chúng sanh, vì trí biết rõ tam thế chúng sinh, vì biết rõ cảnh giới bình đẳng của tất cả Phật, vì những điều trên đây mà phát tâm vô thượng bồ đề. Như vậy thì cái phát tâm bồ đề này kiểm đi kiểm lại thấy mình không dính chút nào hết. Có dính không hả? Nghĩa là nói là Bồ Tát đi tu, đi phát tâm tu, nó không phải vì muốn đem tất cả đồ sở thích để mà cúng dường cho người ta trong muôn ức thế giới, trải qua trăm ngàn kiếp, cũng không phải cốt gì dạy tu thập thiện vân vân cho tới bích chi Phật, mà chính vì muốn cho mọi người biết được mình có cái tánh Phật, để cho cái hạt giống Phật không có dứt. Cái đó là cái gốc. Rồi còn tất cả cái ngọn ngành á, là vì đầy khắp tất cả thế giới, chứ không phải là cái hạt giống Phật đó cho tất cả thế giới, độ thoát tất cả chúng sanh, biết rõ mọi sự thành hoại của thế giới, biết rõ chúng sanh cấu tịnh trong tất cả thế giới, biết rõ tự tánh thanh tịnh của tất cả thế giới, biết rõ sở thích phiền não tập khí của tất cả chúng sinh, biết rõ sự chết đây sinh kia của tất cả chúng sinh, biết rõ căn tánh phương tiện của tất cả chúng sinh, biết rõ tâm hành của tất cả chúng sinh, biết rõ tam thế chúng sinh, ba đời chúng sinh,
biết rõ cảnh giới bình đẳng tất cả chúng, tất cả Phật. Vì những điều đó mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Có dính không? Kiểm lại có dính không? Đó, thường thường phát tâm thì mình tu mình hay có cái niệm sau mà ngay đời này chứng quả A-la-hán cũng là mãn nguyện lắm rồi. Thấy không? Mình chứng thôi chứ đừng nói là dạy người ta vô số vô lượng vô biên nữa. Đó. Thì như vậy cái phát tâm đó là cái phát tâm hơi hẹp hòi. Chứ còn đúng ra phát tâm Bồ Đề là cầu giác ngộ. Mà giác ngộ thì phải cầu cái gì? Cầu thành Phật. Mà muốn thành Phật thì tất nhiên làm sao cho hạt giống Phật được còn mãi mãi trên thế gian. Tu là để thành Phật chứ không để thành cái gì hết. Cái đó là cái trọng tâm, cái đó là cái phước đức lớn. Như vậy thì giả sử mình không có muốn những cái chi tiết kia, mà muốn làm sao mình tu để thành Phật và dạy người tu để thành Phật, bao nhiêu đó đủ rồi, phải không? Cái đó là cái gốc. Mà mình muốn mình tu thành Phật và dạy người tu thành Phật thì tu dụng nhiều kiếp, ba cái vô số kiếp. Thì như vậy có ngán không? Nghĩa là đã quyết tâm như vậy thì phải khẳng định mình tu bao nhiêu cứ tu hoài. Bây giờ giả sử đời này tu nó sao mà tới già tới chết rồi mà chưa có chứng quả gì hết, mình có buồn không? Bởi vì tu thành Phật bây giờ thì mình công đức chưa đủ. Ví dụ muốn thành Phật thì công đức của mình tích lũy phải rộng như cái biển Thái Bình này vậy. Mà bây giờ mình tu một đời được cái công đức mình như chén nước rồi. Rồi công đời thứ hai được chừng chén nữa, hoặc đừng tô. Đời thứ ba thì được hủ, thứ ba lưu. Thì chừng nào công đức nó tích lũy bằng cái biển Thái Bình thì chừng đó mới thành Phật chứ. Mà như vậy tôi muốn thành Phật mà có chén nước rồi đời như đời thành Phật. Công đức có chức về mà đời thành Phật được không? Nó làm sao mà được cái chuyện đó? Phải vậy không? Cho nên cái sở nguyện của mình nó phải xứng với cái hành động mà của chư Phật đã làm. Chứ còn mình Phật muốn thành Phật mà cái nguyện nó xíu à, thằng xấu nổi. Vậy đó mà nhiều khi lo cho chúng sinh chút chút vậy đó mà thấy còn mệt mỏi rồi cũng hơi chán ngán nữa. Phải không? Làm hoài thấy chán quá. Phải không? Giấu quá hoài mà tha cứ tin rồi nghi hoặc thối Bồ Đề tâm rồi tu hành lôi thôi rồi cái đâm ra cái muốn chán. Như vậy cho nên phát tâm Bồ Đề là cái tâm quyết định tu thành Phật. Mà đã quyết định tu thành Phật thì chúng ta không có tự mãn ở một chặng nào hết, cứ tiếp tục làm hoài, làm không chán. Đời này kiếp nọ, mất thân này tiếp tục thân khác. Cho nên mình làm quá chết rồi sao? Có người hay nói vậy, dạ gì làm quá cái chết thì sao? Phải không? Chết tiếp tục làm nữa chứ có sao? Trả lời câu đó rất là dễ. Hãy chứ ráng làm lo cho thiên hạ, lo học, lo tu quá là rủi chết thì sao? Thì mình trả lời chết rồi tiếp tục tu nữa. Đơn giản vậy, chứ không có gì khác hơn nữa. Như vậy kiếp này chưa rồi kiếp khác chưa rồi kiếp khác. Cứ như vậy mà tiếng không có dừng. Bao nhiêu cũng không thấy đủ hết. Chừng nào thành Phật mới đủ. Như vậy đó là phát tâm Bồ Đề. Bởi vậy nên phát tâm này công đức vô lượng vô biên không thể tính nổi. Còn nếu phát tâm bằng con tôm con tép như mình nó thì dễ quá, bỏ là cái cân rồi biết nó nhiều rồi, phải không? Lường dễ, cân dễ. Còn cái này phát tâm to lớn vậy cho nên cân lường không thể được. Đó là nói một cái chặng ở trên, nói về cái dạy người ta tu, cúng dường dạy người ta tu. Này Phật tử, giả sử có người trong khoảng một niệm có thể qua khỏi phương đông vô số thế giới, đi luôn như vậy trọn vô số kiếp, số thế giới của người này đã trải qua khó có ai biết được. Người thứ hai trong một niệm có thể qua khỏi tất cả thế giới của người thứ nhất đã trải qua trong vô số kiếp, người này cũng đi luôn mãi trong vô số kiếp. Cứ lần lượt tuần tự như vậy đến người thứ 10, chín phương kia cũng đều như vậy. Thế là trong 10 phương có cả thải trăm người,
số thế giới của trăm người này đã trải qua có thể còn có thể biết được tế hạn, tức là cái chừng hạn. Công đức căn lành của Bồ Tát Sơ Phát Tâm, Sơ Phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm không ai có thể biết giới hạn được hay là cái tế hạn được. Này Phật tử, tại sao vậy? Vì Bồ Tát Pháp Bồ Đề Tâm không có cái tế hạn, tức là giới hạn. Nghĩa là vì muốn biết rõ thập phương tất cả thế giới, muốn biết diệu thế giới, tức là thô thế giới, là thô thế giới, và thô thế giới tức là diệu thế giới, ngửa thế giới, ức thế giới, tức ức tức là ngửa, tiểu thế giới tức là đại thế giới, và đại tức là tiểu thế giới, rộng thế giới tức là thế giới hẹp, và thế giới và hẹp tức là rộng. Một thế giới tức là bất khả thuyết thế giới, và bất khả thuyết tức là một. Bất khả thuyết thế giới vào trong một thế giới, và một vào trong bất khả thuyết. Quế thế giới tức là tịnh thế giới, và tịnh tức là quế. Muốn biết trong một đầu sở lâm tất cả thế giới tánh sai biệt, trong tất cả thế giới một đầu lâm một thể tánh. Muốn biết trong một thế giới xuất sanh tất cả thế giới, muốn biết tất cả thế giới không thể tánh. Muốn dùng một niệm mà biết hết tất cả thế giới rộng lớn mà không chướng ngại, vì cớ trên đây mà phát tâm vô thượng bồ đề. Nghe nói cái này nó lạ lùng quá, mình cũng đâu có đòi biết cái đó. Có đòi biết không? Có đứa nào tu đòi biết cái đó không? Sao không đòi biết? Mình tu phải đòi biết cái đó chứ. Mà bây giờ biết không? Mình chưa thành Phật rồi phát tâm bồ đề cũng biết như thường. Bao nhiêu thế giới tịnh, thế giới quế, thế giới út, thế giới ngửa, thế giới nào biết hết. Biết hết trên, không có nghi ngờ. Biết làm sao? Tức là tất cả thế giới đều là duyên hợp. Tất cả thế giới đều không có tự tánh. Phải không? Như vậy biết hết không? Biết hết cái gì? Cho nên mỗi lần nói chuyện mà có nhiều đứa tưởng là thầy chứng quả thiệt. Hỏi chứ, có lần thầy giảng kinh Kim Cang, nói rằng Phật biết tất cả tâm chúng sinh. Khi đó thầy nói, quý vị nghĩ tôi biết tất cả tâm quý vị không? Cái ai nấy ngẩn ngơ hết. Thầy xác định là thầy biết tất cả tâm của quý vị. Cái thầy tưởng thầy chứng quả rồi. Mà không phải. Thầy biết tất cả tâm quý vị suy nghĩ đều là vọng tưởng. Đúng không? Thầy biết tất cả rồi. Chứ ai biết nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hiền, nghĩ lành gì? Chứ đó là chi tiết mà. Biết cái bản chất của cái tâm đó, nó là hư vọng. Phải không? Biết vậy thì biết cái hết rồi chứ gì. Thì bây giờ muôn triệu ức thế giới không cần biết những cái chi tiết, mà biết bản chất của thế giới nào cũng là duyên hợp, như quyển, có gì thế. Thì như vậy biết tất cả thế giới, thể tánh nó thế nào biết rõ, không có cái gì ngăn ngại hết. Lại ví dụ, giả sử có người trong khoảng một niệm có thể biết kiếp số thành hoại trong vô số thế giới. Ở phương Đông cứ niệm niệm biết như vậy trọn vô số kiếp. Người thứ hai trong khoảng một niệm có thể biết tất cả số, kiếp số của người thứ nhất đã biết trong vô số kiếp. Rồi niệm niệm biết như vậy trọn vô số kiếp. Cứ tuần tự tăng lên đến người thứ 10, chính phương kia cũng như vậy. Thế là có cả thải trăm người kiếp số thành hoại của tất cả thế giới. Trong 10 phương qua sự hiểu biết của trăm người này, còn có thể biết được ngàn mé. Chữ tế hạn ở trên dưới này dịch là ngàn mé đó. Công đức căn lành của Bồ Tát Sơ Phát Tâm không ai có thể biết được ngàn mé. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát chẳng phải vì biết sự thành hoại của bao nhiêu thế giới đó mà phát tâm vô thượng bồ đề, mà vì muốn biết rõ sự thành hoại của tất cả thế giới không thừa không sót nên phát tâm bồ đề. Nghĩa là muốn biết kiếp dài tức là kiếp ngắn, ngắn tức là dài, dài ngắn bình đẳng, một kiếp bình đẳng với vô số kiếp, vô số với một cũng vậy. Kiếp có Phật bình đẳng với kiếp không Phật, không có không với có cũng vậy. Trong kiếp một Phật có bất khả thuyết Phật, trong kiếp bất khả thuyết Phật có một Phật.
hữu lượng kiếp bình đẳng với vô lượng kiếp, vô lượng kiếp bình đẳng với hữu lượng kiếp, hữu tận kiếp bình đẳng với vô tận kiếp, vô tận với hữu tận cũng vậy. Bất khả thuyết kiếp bình đẳng với một niệm, một niệm bình đẳng với bất khả thuyết kiếp. Tất cả kiếp vào phi kiếp, phi kiếp vào tất cả kiếp, vì vốn trong một niệm biết hết kiếp số thành hoại của tất cả thế giới. Trong ba thời quá khứ vị lai hiện tại nên phát tâm vô thượng bồ đề. Mấy cái này nếu mà đọc vào một cái gì đọc qua rồi không biết Phật nói cái gì hay là Bồ Tát nói cái gì. Thì hồi nãy là nói về cái thế giới tịnh quế hay là đẹp xấu hay là to nhỏ gì gì đó, biết nó cái thể thực đều là duyên hợp không tự tánh, thấu suốt tổ cùng. Bao nhiêu ngàn muôn ức thế giới đều thấy vậy. Còn mình kia mình tính thế giới bằng nhiều số đồ này kia, qua cái này lớn cái kia nhỏ, cái này ức cái kia ngửa vân vân, thì đó là thấy trên cái giả tướng của thế giới. Tính nhiều mấy cũng không có thành nghĩa. Mà cái quan trọng là biết được cái bản chất vậy thì tất cả thế giới mình cũng biết như vậy, cho nên nó bình đẳng. Còn ở đây cũng vậy, cái thời gian, thời gian mình đặt cái thời gian là bao nhiêu kiếp vân vân, kiếp dài kiếp ngắn gì gì đó, nói cho bao nhiêu kiếp nghe nó mệt cái lỗ tai. Nhưng mà thật ra tất cả kiếp đều sao thì biết tất cả thời gian là không thiệt. Mà thời gian không thiệt thì tất cả thời gian là bình đẳng, ngắn dài đều là không thiệt hết. Thì đó là tất cả thời gian được bình đẳng, nghĩa là quá khứ hiện tại như lai tam thời bất khả đắc đó, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc. Thì như vậy thấu suốt tất cả thời gian là không thiệt. Không thiệt thì đó là thấu suốt thời gian, không có giới hạn. Chứ còn mình cứ mắc kẹt bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời là thành mắc kẹt số. Mà mắc kẹt số thì bao nhiêu cũng chưa có thấu bằng Bồ Tát phát tâm là thấu tột tất cả thời gian. Mà thấu tột tức là biết bản chất thời gian không thiệt thì thấu tột đó. Thành ra hiểu về mới thấy cái ý vị hay. Bởi vì đây đứng về thế giới là không thiệt, bây giờ đứng về thời gian nó cũng không thiệt, thấu tột cái bản chất của nó. Thì đó là cái mục tiêu phát tâm của người cầu thành đạo. Thì mình tu cái đó mình có dính chút nào không? Có chứ, phải không? Để thấu suốt thế giới, thấu suốt thời gian, mình tu để giác ngộ cái đó. Lại ví dụ, giả sử có người trong khoảng một niệm có thể biết những tri giải sai biệt của tất cả chúng sanh trong vô số thế giới ở phương Đông, niệm niệm biết rõ như vậy, mãn vô số kiếp. Người thứ hai trong khoảng một niệm có thể biết những tri giải của tất cả chúng sanh mà người thứ nhất đã biết trọn vô số kiếp, niệm niệm như vậy trọn vô số kiếp lần lượt tuần tự. Đến người thứ mười, chính phương kia cũng đều như vậy. Những tri giải riêng biệt của tất cả chúng sinh trong mười phương như vậy còn có thể biết được ngàn mé công đức căn lành của Bồ Tát của Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Không ai có thể biết được ngàn mé. Tại vì sao? Vì Bồ Tát Phát Tâm chẳng phải chỉ vì muốn biết bao nhiêu tri giải của bao nhiêu chúng sanh đó, mà vì muốn biết những tri giải của các chúng sanh trong tất cả thế giới. Nghĩa là Bồ Tát Phát Tâm vô thượng Bồ Đề vì muốn biết tất cả tri giải sai biệt vô biên, tri giải sai biệt của một chúng sanh bình đẳng với tri giải của vô số chúng sanh, vì muốn được trí phương tiện biết rõ bất khả thuyết tri giải sai biệt, muốn biết rõ mỗi tri giải sai biệt của tất cả chúng sanh trọn vẹn không thừa sót, muốn biết rõ tri giải thiện bất thiện, quá khứ hiện tại vị lai, muốn biết rõ tri giải tương tự và chẳng tương tự, muốn biết rõ tất cả tri giải tức là một tri giải tức là tất cả tri giải, muốn biết được sức tri giải của Như Lai, muốn biết rõ sự sai biệt của hữu thượng giải, vô thượng giải, hữu dư giải, vô dư giải, đẳng giải, bất đẳng giải, hữu y giải, vô y giải, cộng giải, bất cộng giải, hữu biên giải, vô biên giải, sai biệt giải, vô sai biệt giải, thiện giải, bất thiện giải, thế gian giải, xuất thế gian giải, muốn được vô ngại ở nơi tất cả diệu giải, đại giải, vô lượng giải, chánh vị giải, muốn dùng vô lượng phương tiện biết rõ trọn vẹn thập phương tất cả chúng sanh giới,
Mỗi chúng sanh có, nào là tịnh giải, nhiễm giải, quản giải, lược giải, tế giải, thôi giải, muốn biết rõ trọn vẹn thâm mật giải, phương tiện giải, phân biệt giải, tự nhiên giải, tùy nhân khởi giải, tùy duyên khởi giải. Vì muốn được như trên mà Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nà, thì như vậy cái này là nói về tâm niệm chúng sinh. Nghĩa là mình tu thành Phật là để biết rõ tất cả tâm niệm chúng sinh. Nghĩa là tâm niệm hạng nào, cỡ nào biết hết, biết cái thấu tột, không có nghi ngờ. Thì như nãy thì nói, mọi tâm niệm đều là không có thực thể, là hư dối. Cho nên nghĩa mọi tâm niệm, dầu niệm thiện, niệm ác cũng là hư dối. Thì đó là thấu triệt được tất cả tâm niệm chúng sinh. Nó là bình đẳng. Nó giản đơn như vậy. Rồi lại ví dụ, giả sử có người trong khoảng một niệm có thể biết căn tánh sai biệt của tất cả chúng sanh trong vô số thế giới phương đông, niệm niệm biết như vậy trọn một trọn vô số kiếp. Người thứ hai trong một niệm có thể rõ biết tất cả sự biết của căn về căn tánh chúng sanh trọn vô số kiếp của người thứ nhất. Lần lượt tuần tự đến người thứ 10, chín phương kia cũng đều như vậy. Những căn tánh sai biệt có bao nhiêu chúng sanh trong bao nhiêu thế giới của trăm người đó sẽ của trăm người đó rõ biết trọn vô số kiếp, còn có thể biết được ngàn mé. Công đức căn lành của Bồ Tát sơ phát tâm không ai có thể biết được ngàn mé. Tại vì sao? Vì Bồ Tát phát tâm chẳng phải chỉ vì biết bao nhiêu căn tánh đó, mà chính vì muốn biết rõ trọn vẹn những căn tánh sai biệt của tất cả chúng sanh trong tất cả thế giới. Nói rộng ra nhẫn đến, muốn biết trọn vẹn tất cả lưới căn tánh mà Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng vô thượng Bồ Đề, là biết rõ cái lưới căn tánh của chúng sinh. Hồi nãy là biết niệm ha, niệm của chúng sinh, bây giờ muốn biết căn tánh chúng sinh. Căn tánh sai biệt là do cái gì ra? Do nghiệp mà ra. Bởi nghiệp lực cho nên có căn tánh sai biệt. Mà nghiệp sai biệt, căn tánh sai biệt mà nghiệp thiệt hay không? Mà nghiệp không thiệt thì căn tánh nó thiệt không? Thấu suốt tất cả căn tánh là bình đẳng, đều không thiệt. Như vậy là thấu suốt tất cả căn tánh của chúng sinh. Chứ còn mình biết căn tánh người này hiền, người kia dữ, người kia đó là giới hạn thôi, chứ không có thể biết gọi là thấu triệt được. Nếu tất cả căn tánh chúng sinh sai biệt thế nào đều biết đó là do nghiệp phát sanh. Mà nghiệp phát sanh thì nghiệp sai biệt, cho nên căn tánh sai biệt, mà vô số thứ nghiệp sai biệt, cho nên vô số căn tánh sai biệt. Mà nghiệp bản chất là không thiệt, thì mọi căn tánh đều là không thiệt. Đó là thấu triệt hết tất cả căn tánh chúng sinh. Lại ví dụ, giả sử có người trong khoảng một niệm rõ có thể biết những chỗ sở thích của những chúng sinh sanh trong vô số thế giới ở phương đông, niệm niệm biết như vậy trọn vô số kiếp, tuần tự nói rộng đến người thứ 10, chính phương kia cũng đều như vậy. Chỗ sở thích của thập phương chúng sanh này còn có thể biết được ngàn mé. Công đức thiện căn của Bồ Tát sơ phát tâm không ai có thể biết được ngàn mé. Tại vì sao? Vì Bồ Tát phát tâm chẳng phải vì chỉ để biết chừng ấy sở thích của bao nhiêu chúng sinh đó, mà chính là vì muốn biết tất cả sở thích của tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới. Thì đây là sở thích của chúng sinh. Sở thích chúng sinh là từ cái gì mà thích? Từ cái tham sân si mà ra, phải không? Thì tất cả cái đó đều do tham sân si, ưa thích cái này, không ưa thích cái kia. Thì bây giờ mình biết tất cả cái đó gốc từ tham sân si. Mà gốc từ tham sân si thì tham sân si đều không thiệt. Thì thấu tột được tất cả nguồn gốc chúng sinh, biết đều cái sở thích đều không thiệt. Lại ví dụ, giả sử có người trong khoảng một niệm có thể biết những phương tiện của những chúng sanh trong vô số thế giới ở phương đông, tuần tự nói rộng như vậy, nhẫn đến người thứ 10, chính phương kia cũng đều như vậy. Những loại phương tiện cùng thập phương chúng sanh đó có thể biết được ngàn mé. Công đức lành của Bồ Tát sơ phát tâm không ai có thể biết được ngàn mé. Tại vì sao? Vì Bồ Tát phát tâm chẳng phải vì để biết bao nhiêu phương tiện của thập phương chúng sanh đó, mà chính là để biết trọn vẹn những phương tiện của tất cả chúng sanh trong tất cả thế giới. Đây thì nói về phương tiện,
phương tiện của chúng sinh là tùy theo cái duyên. Nếu cái nhu cầu cần thiết cái gì thì họ lập phương tiện để tạo nên cái điều đó. Thì như vậy phương tiện để tạo nên mọi sự việc thì Bồ Tát tu hành, phát tâm tu hành cũng làm biết tất cả phương tiện. Vì phương tiện là cái không thiệt, đã là phương tiện thì đâu phải là bản chất thật. Và như vậy thì tất cả phương tiện của chúng sinh mình ở đây mình đều biết rõ hết. Tại sao biết rõ hết? Muốn biết rõ hết là vì muốn có những cái khéo léo để làm lễ cho tất cả chúng sinh. Những cái khéo léo đó nếu mình giác rồi thì mình đều có đủ hết. Lại ví dụ, giả sử có người trong khoảng một niệm có thể biết những tâm sai biệt của những chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng những đến tâm sai biệt của những chúng sanh trong thập phương thế giới, còn có thể biết nhằn mé công đức căn lành của Bồ Tát Sơ Phát Tâm, không ai có thể biết được nhằn mé. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát Phát Tâm chẳng phải chỉ vì để biết ngần ấy tâm sai biệt, mà chính vì để biết trọn vẹn những tâm sai biệt của tất cả chúng sanh trong tất cả thế giới. Ở đây thì nghĩa là dù cho biết bao nhiêu tâm sai biệt của chúng sinh cũng không bằng, không thể biết được cái công đức của Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát Sơ Phát Tâm không phải chỉ muốn biết tâm niệm sai biệt của một chúng sinh, mà muốn biết tất cả tâm niệm sai biệt của tất cả chúng sinh trên thế giới. Thì đây nói tâm sai biệt, mà những tâm sai biệt đó nó cũng từ do cái quân tập mà thành, phải không? Quân tập mà thành. Tích tỷ dụ như người này gọi là người trí, người kia gọi là người ngu, người này là người sáng suốt, người kia là người tối tăm, hoặc là người này lanh lẹ, người kia là chậm lục gì gì đó, phải không? Những cái tâm niệm sai biệt của họ, thì tất cả những tâm niệm sai biệt đó mình tu mình đều thấy tột cùng, biết rõ hết. Biết rõ hết là sao? Vì tất cả những cái tâm niệm sai biệt nó đều là cái tướng hư dối do sự quân tập mà ra, chứ không có gì thiệt hết. Lại ví dụ, giả sử có người trong khoảng một niệm có thể biết những nghiệp sai biệt của tất cả chúng sanh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng nhẫn đến những nghiệp sai biệt của những chúng sanh trong thập phương thế giới, còn có thể biết ngàn mé công đức căn lành của Bồ Tát Phát Tâm, không ai có thể biết được ngàn mé. Tại vì sao? Vì Bồ Tát Phát Tâm không phải chỉ vì để biết những nghiệp sai biệt có bao nhiêu chúng sinh đó, mà chính là vì để biết rõ trọn vẹn những nghiệp sai biệt của tất cả chúng sanh trong tất cả thế giới của tam thế, của ba đời. Thì như vậy, đây nói là nghiệp sai biệt của chúng sinh. Thì nghiệp sai biệt của chúng sinh tuy có bao nhiêu nghiệp sai biệt, nhưng mà mình nếu biết chừng hạn có bao nhiêu nghiệp đó chưa đủ, biết vô số thế giới, vô số chúng sinh, bao nhiêu nghiệp sai biệt mình đều biết đủ. Tại sao biết đủ? Bởi vì tất cả nghiệp là duyên hợp, không có thiệt. Do ba chỗ thanh khẩu ý mà nên, nó không có gì thiệt hết. Là nghiệp là cái tướng động, do động tác của ý, động tác của khẩu, động tác của thanh, phải không? Mà động tác thì thiệt không? Thành là thấu suốt tất cả các nghiệp đều không thiệt. Thì đó là thấu tận nghiệp rồi. Thì như vậy đó là cái sự giác ngộ. Cho nên nói gọn hơn, dễ hiểu hơn là mục đích của người tu phát tâm Bồ Đề là để giác ngộ tất cả những cái sai biệt của thế gian và của con người. Nói một cách khác là của y báo và chánh báo mình đều thấu triệt, không còn lầm lẫn nữa. Thì đó là cái mục đích của người tu giác ngộ viên mãn. Chứ còn giác ngộ mà chưa có tạo cùng thì chưa phải thành Phật. Thì trong phần trước đã dùng nhiều thí dụ rồi, ở đây tiếp thêm một thí dụ nữa. Lại ví dụ, giả sử có người trong khoảng một niệm có thể biết những phiền não của chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, lần lượt rộng nói đến người thứ 10 và cả chính phương kia, còn có thể biết được ngàn mé công đức căn lành của Bồ Tát Sơ Phát Tâm,
không ai có thể biết được nhằn mé. Ở đây dùng cái ví dụ là có một người chỉ trong một niệm thôi, tức là trong một cái khởi nghĩ, biết tất cả phiền não của chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, rồi hai người, rồi ba người, cho tới 9, 10 người như vậy, thì cái số biết nó không có nhằn mé. Mà Bồ Tát phát tâm này, cái công đức còn hơn cái số mà những vị biết phiền não chúng sanh kia nữa. Tại vì sao? Tại sao vậy? Vì Bồ Tát phát tâm chẳng phải chỉ vì để biết những phiền não của bao nhiêu chúng sanh đó, mà chính vì để biết rõ trọn vẹn những phiền não sai biệt của những chúng sanh trong tất cả thế giới. Nghĩa là muốn biết rõ trọn vẹn những phiền não nhẹ, nặng, chủng tử, hiện hành, tất cả chúng sanh có vô lượng phiền não, các loại sai biệt, các loại giác quán, để đối trị sạch tất cả những tạp nhiễm. Ở đây nói rằng Bồ Tát phát tâm không phải chỉ muốn biết phiền não tổng quát của bao nhiêu chúng sinh thôi, mà đây là muốn biết tất cả những cái phiền não của chúng sinh, nào là nặng, nào là nhẹ, rồi chủng tử thế nào, hiện hành thế nào, vân vân. Đó, biết cho hết để mà dạy họ dẹp trừ hết những cái phiền não tạp nhiễm. Thì chủng tử phiền não, hiện hành phiền não, quý vị biết không? Chủng tử tức là hạt giống, hiện hành tức là nó giấy khởi. Thí dụ như mình bị người ta nói nặng một câu, câu đó mình nhớ ở trong lòng, không quên. Thì nghe một câu người ta nói nặng mình nhớ, thì nhớ đó tức là gieo cái chủng tử vô trong tàn thức rồi. Mà đã có nhớ thì sớm muộn thì nó cũng có phát ra, phải không? Khi mình ngồi yên cái nó sống dậy cái hình ảnh người ta nói nặng mình đó, thì cái đó gọi là hiện hành. Như vậy thì từ một cái chủng tử gieo vào tàn thức thì nó khởi ra những cái hiện hành. Nếu hiện hành đó mà nó dấy lên, mình nuôi dưỡng nó thì nó sẽ tăng trưởng, nó sẽ lớn thêm. Còn nếu mình tiêu diệt nó thì nó hết. Bởi vậy nên hồi xưa ở trên núi thầy hay thí dụ đó, phải nói cái lối tu này giống như là nhổ hay là chặt mấy cái mầm tre non nó lên vậy đó. Vậy trên núi gốc tre không à, mà nếu mình đốt cái nó sạch, mưa xuống cái nó nảy mầm nó lên, nếu để lên cái thì tới cuối mùa mưa thành cây tre nữa. Cho nên khi lên cái thầy chặt, thầy chặt cái lên lần thứ hai chặt, lần thứ ba chặt, chặt chừng ba lần cái nó mục luôn, nó thúi cái nó mục. Thì cũng như vậy, có những người khác thì họ muốn cho tre khỏi lên thì họ phải đào đất, họ lấy từng cái gốc tre nhỏ nhỏ, một bụi tre họ làm mấy ngày trời, cực khổ cực chết. Mà khi họ lấy hết rồi cái đất nó dễ khắc, không to. Còn này thì chặt cái nó lần lần cái nó bị nước động vô đó, nó thúi rồi nó chết. Nó chết cây mấy bụi tre nó trở thành phân, nó trồng nó tốt. Thì như vậy tôi còn thấy cái công phu tu của mình nó cũng giống như vậy. Nghĩa là giờ phiền não biết nó ở đâu đào bới nó lên, phải không? Những chủng tử đành rằng nó gieo ở trong tàn thức mình rồi đó, nhưng mà giờ biết nó ở chỗ nào mình đào bới. Nhưng mà giờ mỗi khi nó dấy lên mình đừng có theo, tức là mình chặt bỏ nó đi. Thì như vậy cứ chặt bỏ riết rồi nó thẳng lâu ngày cái nó lụng bại, nó tiêu. Mà nó tiêu thì lúc đó nó lại trở thành ra cái tâm thanh tịnh chứ không mất mát được hết. Thì như vậy đó, chủng tử hiện hành là vậy. Còn nếu mỗi lần nhớ lại cái mình nổi sân nổi si lên với nó, ôm tới ôm lui 5-7 lần cái câu đó, thì chủng tử nó lại trở thành chủng tử nữa. Đó, cứ vậy mà đời đời không quên. Muốn biết trọn vẹn phiền não y tựa vô minh,
phiền não tương ưng với ai để dứt kiết sử phiền não của tất cả loài. Bởi vì tất cả cái phiền não đó, cái gốc của nó là vô minh. Nó y tựa, nó nương tựa vào vô minh mà phát sinh. Tại sao vô minh lại là cái chỗ tựa có mọi phiền não? Bởi vì vô minh là không thấy như thật, không biết như thật. Bởi không thấy như thật, không biết như thật cho nên dễ sanh phiền não. Bây giờ nếu cái người nào biết rõ cái thân này là vô thường, là duyên hợp hư dối, biết rõ luôn luôn như vậy đó, thì có dễ sanh phiền não không? Thì đó là trí tuệ cho nên không có sanh phiền não. Còn nếu người nào thấy thân này là thiệt, thân này là quý, vân vân, người ta dễ sanh phiền não không? Đó là tại thấy sai lầm, là vô minh. Bởi vô minh cho nên dễ sinh phiền não. Đó, vì vậy mà nói rằng nó y tựa vào vô minh. Rồi phiền não tương ưng với ai? Mỗi khi một thứ phiền não nó dấy khởi, nó còn có những cái bạn bè nữa, chứ nó không dấy khởi một mình. Giống như tụi con đi đâu cũng rủ người này người kia đi đó, có bạn bè, mà bạn bè đó thì phải những người mình thích rủ đi đó, thì có thích hợp với mình không? Ít có rủ người nào mình không ưa lắm, phải không? Người nào có thích hợp với mình mà thích rủ đi, đi đâu rủ theo. Thì như vậy phiền não nó cũng vậy đó, đi thì cái nó hay rủ bạn bè nó theo lắm. Ví dụ như chú tham, chú dấy lên á, thì có chú bỏng sẻn là theo đó rồi đó, có không? Rồi tức là vừa tham thì có cái bỏng sẻn theo, bỏng sẻn theo thì có cái tật đố theo nữa. Bởi vì mình tham thì ví dụ mình tham danh thì dấy lên cái tham danh mà muốn người ta khen mình, mà thiên hạ không khen mình, phải khen người khác cái nỗi sân lên mà đố kỵ với người ta, phải không? Vì vậy cho nên nó đi nó có bạn bè binh nó lắm, phải không? Phiền não luôn luôn, đi đâu cũng có bạn bè hết, giống như tụi con hả chị, đi đâu cũng có bạn bè, rồi ai động tới cái binh hay không trúng cung binh mà trật cung binh nó vậy đó. Cho nên nó tương ưng với ai là vậy đó. Để dứt kiết sử phiền não của tất cả loài. Vì vậy cho nên Bồ Tát phải biết hết những cái gốc nó nương, bạn bè của nó, để dứt hết, không còn sót. Muốn biết trọn vẹn tham phần, sân phần, si phần và đẳng phần phiền não, để dứt căn bổn phiền não. Tham, sân, si thì mình biết rồi, còn đẳng phần là gì? Nghĩa là có cả tham, sân, si một lượt, là đẳng phần. Tham, sân, si đồng có. Còn cái sân riêng, cái tham riêng, cái si riêng thì đó là tham, sân, si. Còn cái mà ba thứ nó khởi một lượt là gọi là đẳng phần. Muốn biết trọn vẹn ngã phiền não, ngã sở phiền não, ngã mạng phiền não, để giác ngộ hết thảy, hết tất cả phiền não. Cái phiền não về chấp ngã, phiền não về chấp ngã sở, phiền não về cái ngã mạng, muốn dứt giác ngộ hết những cái thứ phiền não đó. Muốn biết trọn vẹn từ điên đảo phân biệt sanh ra căn bổn phiền não, tùy phiền não chân nhân thân kiến sanh 62 kiến chấp, để điều phục tất cả phiền não. Muốn biết từ điên đảo phân biệt sanh ra cái căn bản phiền não, căn bản phiền não nó có, thì từ tất cả những cái phân biệt điên đảo mà ra, tức là phân biệt một cách lộn xộn, nó lấy đầu làm đuôi, lấy đuôi làm đầu, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, cái đó là cái cội gốc của phiền não. Thì sao mà phân biệt lộn xộn vậy? Thí dụ thân mình là nhớp mà người ta chê nó nhớp thì mình nổi giận,
thì như vậy đó có phải điên đảo không? À, nghĩa là lẽ ra mình nhớp mà người ta chê nhớp thì mình bằng lòng thôi, phải không? Đó là sự thật. Còn này mình khởi điên đảo nữa, tại sao dám chê tôi nhớp, tôi sạch vậy mà chê tôi nhớp, phải không? Đó, như vậy thì cái phân biệt đó là cái phân biệt điên đảo, do đó cho nên dấy cái phiền não lên. Thì tất cả các cái sự vật cũng vậy. Thí dụ như một món đồ mình sắm nó tốt, mình vừa ý, thì có người nào đó nhìn thấy cái món đồ mình cái nói ôi đồ này đồ dởm mà gì, cái thì mình nổi tức không? Tức liền. Nhưng mà sự thật có dởm không? Giàu tốt gì cũng duyên hợp, mà duyên hợp hư giả có gì thiệt đâu, phải không? Thì hư giả thì ta nói đồ dởm cũng hợp lý thôi, có gì đâu mình tức, phải không? Vậy mà mình không chịu, mình phải được người ta khen trầm trồ cái món đồ mình mua đó mình mới chịu. Còn người ta nói khác đi cái mình bực bội. Cho nên cái phiền não nó gốc từ cái phân biệt điên đảo mà ra là vậy đó. Rồi 962 cái kiến chấp gốc từ cái thân kiến mà ra, tức là cái chấp thân mà ra. À, bởi vì trong 62 kiến chấp như hôm học A Hàm tụi con còn nhớ đó, phải không? Chấp về quá khứ, chấp hiện tại, chấp vị lai á, căn cứ vào thân này, hoặc thân này từ đâu mà sanh ra, thân này sinh ra rồi về đâu rồi vân vân đó. Đó, những cái chấp như vậy đó đều gốc từ cái thân kiến, tức là cái chấp thân mà ra. Muốn biết trọn vẹn cái phiền não, chướng phiền não để phát tâm đại bi, tâm cứu hộ, dứt tất cả phiền não, khiến tất cả tri tánh thanh tịnh. Cái phiền não là gì? Tức là ngũ cái đó. Gọi cái phiền não tức là ngũ cái phiền não. Còn chướng phiền não tức là tam chướng đó. Thì ngũ cái nó sanh ra phiền não, hoặc tam chướng nó sanh ra phiền não. Biết cho rõ hết, trọn vẹn hết, để phát tâm đại bi, tâm cứu hộ, dứt cả tất cả phiền não, khiến tất cả tri tánh thanh tịnh. À, vì muốn được như vậy mà Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề. À, như vậy thì Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề không phải chỉ biết cái phiền não của chúng sinh một cách đơn giản hay là sơ sài thôi, mà biết tận gốc tận rễ tất cả phiền não, để rồi dùng phương tiện cứu độ để cho phiền não chúng sinh được hết, được sạch. Vì vậy mà cái công đức không thể kể hết được. Lại ví dụ, giả sử có người trong khoảng một niệm đem các thứ thượng vị, ẩm thực, y phục, hoa hương, phan lọng, tăng già lam, cung điện, thượng diệu, màn trướng báo, những tòa sư tử trang nghiêm và những diệu vũ cung kính cúng dường vô số chư Phật phương Đông và những chúng sanh trong vô số thế giới luôn trọn vô số kiếp, và cũng khuyên những chúng sanh đó đồng cúng dường Phật. Đến khi chư Phật nhập diệt đều xây tháp cao rộng trang nghiêm để thờ xá lợi và hình tượng của Phật trọn vô số kiếp, chính phương kia cũng đều như vậy. Này Phật tử, công đức của người trên đây theo ý ông có nhiều chăng? Thiên đế thưa, công đức đó chỉ có Đức Phật mới biết được thôi. Bồ Tát Pháp Huệ nói, Pháp Huệ Bồ Tát nói, công đức đó đem sánh với công đức của Bồ Tát Sơ Phát Tâm không bằng 1%, nhẫn đến chẳng bằng 1 phần Upanishada. Nói rộng như thế, tuần tự đến người thứ 10, công đức cúng dường của tất cả người trên đây cũng không bằng 1 phần Upanishada đối với công đức của Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Như vậy thì đây dùng cái ví dụ là có người đem tất cả những đồ ăn uống, tức là tứ sự cúng dường chư Phật vô số ở phương Đông,
rồi ở phương Tây, phương Nam, phương Bắc đều cúng dường vô số vậy, trải qua cả một kiếp, rồi sau Phật nhập Niết Bàn, rồi lại còn xây tháp cúng dường đó. Như vậy đó, mà cả mười phương cộng lại hết, công đức cũng không bằng công đức của người sơ phát tâm. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát phát tâm chẳng phải chỉ hạn cúng dường bao nhiêu Đức Phật như vậy, mà chính vì để cúng dường thập phương tam thế tất cả chư Phật, Bồ Tát phát tâm này rồi có thể biết tất cả quả ác khứ chư Phật lúc mới thành chánh giác, đến lúc nhập Niết Bàn có thể tin bao nhiêu thiện căn của tất cả vị lai chư Phật, có thể biết bao nhiêu trí huệ của tất cả hiện tại chư Phật, tam thế chư Phật có bao nhiêu công đức, Bồ Tát này có thể tin được, thọ được, có thể biết, có thể tu, có thể được, có thể chứng, có thể trọn nên, có thể cùng chư Phật bình đẳng một tánh. Tại sao vậy? Bồ Tát này vì chẳng dứt Phật chủng mà phát tâm, vì đầy khắp cả thế giới, vì độ thoát tất cả chúng sinh, vì biết rõ sự thành hoại của tất cả thế giới, vì biết rõ sự cấu tịnh của tất cả chúng sinh, vì biết rõ ba cõi thanh tịnh của tất cả thế giới, vì biết rõ sở thích, phiền não, tập khí của tất cả chúng sinh, vì biết rõ tất cả chúng sanh chết đây sanh kia, vì biết rõ căn tánh phương tiện của tất cả chúng sanh, vì biết rõ tâm hành của tất cả chúng sanh, vì biết rõ tam thế của tất cả chúng sinh. Vì những điều trên đây mà Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ở đây nói rằng cái công đức của Bồ Tát sơ phát tâm mà thật nhiều đó. Là tại sao vậy? Là bởi vì Bồ Tát phát tâm không phải chỉ cúng dường chừng ấy Đức Phật, mà cúng dường ba đời chư Phật. Phát tâm tu là để cúng dường ba đời chư Phật. Rồi chẳng những cúng dường Phật thôi, mà nơi Phật cũng có thể tin, thọ, hiểu biết tất cả pháp của Đức Phật, rồi có thể chứng được, rồi có thể đến chỗ bình đẳng, được nhập được cái thể tánh bình đẳng của chư Phật. Đó là nói là chư Phật ở trên. Rồi nói tới ở dưới. Sở dĩ mình phát tâm như vậy đó là vì muốn cho hạt giống Phật không có mất mà phát tâm Bồ Đề, vì muốn khắp tất cả thế giới, vì độ tất cả chúng sinh, vì biết rõ sự thành hoại của tất cả thế giới, rồi biết tất cả sự cấu tịnh của chúng sinh, rồi biết ba cõi thanh tịnh vân vân, vì biết tất cả cái đó, rồi biết cả căn tánh của chúng sinh nữa, cho nên mới phát cái tâm Bồ Đề để cầu quả vô thượng. Bởi cái phát tâm to lớn như vậy đó, cho nên đối với ba đời chư Phật luôn luôn nhớ nghĩ đến cái sẽ chứng được cái vô thượng Bồ Đề. Đối với cái diệu pháp của ba đời chư Phật lúc nào cũng phải ứng dụng, cũng cùng tất cả ba đời chư Phật thể tánh bình đẳng, đã tu pháp trợ đạo của tất cả tam thế chư Phật, thành tựu lực vô sở quý vân vân. Nói tóm lại cho dễ hiểu là phát tâm Bồ Đề ở đây là để, một là học theo hay là tu theo tất cả cái pháp mà của Phật đã tu, đã học. Hai là phải chứng được tất cả cái chỗ mà chư Phật đã chứng. Ba là thấy được cái thể tánh mình và Phật là bình đẳng không khác. Bởi ba cái điều đó cho nên cái pháp tâm nó rộng lớn, được phước đức không có thể nghĩ bàn, cho nên nhập được cái Phật thể tánh bình đẳng. Thì như vậy nghĩa là học tất cả pháp của Phật đã học,
hay là tu tất cả pháp Phật đã tu, rồi chứng tất cả pháp của Phật đã chứng, rồi đạt được Phật với mình tâm thể là bình đẳng, tới chỗ cái Phật và chúng sinh tâm bình đẳng đó, thấu suốt được cái lẽ đó. Tại sao vậy? Vì phát tâm như đây sẽ được thành Phật, nên biết người này đồng với tam thế chư Phật, bình đẳng với cảnh giới của chư Phật, bình đẳng với công đức của chư Phật, được trí huệ chân thật, một thân cùng vô lượng thân rốt ráo bình đẳng cũng như cũng của chư Phật. Thì như vậy cái câu này là nói rõ ý trên đó, nghĩa là người này đồng với tam thế chư Phật, bình đẳng với cảnh giới của chư Phật, bình đẳng với công đức của chư Phật. Bởi mình tu tất cả cái Phật đã tu, cho nên công đức bình đẳng. Mình chứng được cái chỗ Phật đã chứng, cho nên trí tuệ bình đẳng. Rồi mình được đến cái chỗ vô lượng thân rốt ráo bình đẳng của chư Phật, tức là thể tánh chư Phật vô lượng thân, không hai không khác. Lúc vừa phát tâm liền được thập phương tất cả chư Phật đồng khen ngợi, liền có thể thuyết pháp giáo hóa điều phục chúng sanh trong tất cả thế giới, liền có thể chấn động tất cả thế giới, liền có thể chiếu sáng tất cả thế giới, liền có thể dứt diệt những khổ ác đạo của tất cả thế giới, liền có thể nghiêm tịnh tất cả quốc độ, liền có thể thị hiện thành Phật trong tất cả thế giới, liền có thể khiến tất cả chúng sinh đều được vui mừng, liền có thể vào tất cả pháp giới tánh, liền có thể trì chủng tánh Phật, liền có thể được trí huệ quang minh của tất cả Phật. Thì ở đây nói rõ lên rằng người phát tâm như vậy đó sẽ được chư Phật khen ngợi, rồi có thể được giáo hóa điều phục chúng sinh, có thể làm những cái công đức mà chư Phật đã làm mình đều làm được hết, rồi tới cuối cùng người đó có thể được cái trí huệ quang minh của tất cả chư Phật, tức là thành Phật. Bồ Tát sơ phát tâm đây chẳng phải cầu được một ít trong tam thế như là Phật pháp, Phật pháp, Bồ Tát, Bồ Tát pháp, Độc giác, Độc giác pháp, Thanh văn, Thanh văn pháp, Thế gian, Thế gian pháp, Xuất thế gian, Xuất thế gian pháp, chúng sanh pháp, mà chỉ cầu được nhất thiết chủng trí nơi các pháp giới, tâm không chấp trước. Không phải mình phát tâm để cầu được pháp của Phật và được thành Phật và hiểu cái pháp Phật, hay là cầu cái pháp Bồ Tát, hiểu pháp Bồ Tát, cầu pháp Độc giác vân vân, mỗi cái pháp riêng biệt, mà đây là muốn cầu được nhất thiết chủng trí, tức là cái trí tuệ biết tất cả chủng loại, chứ không phải là cái trí tuệ giới hạn trong phạm vi Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát hay Phật thôi, mà biết tất cả những cái thứ đó. Để vậy cho nên không có cái giới hạn. Lúc bấy giờ Bồ Tát phải đó không? Do thần lực của Phật, mười phương đều 10.000 Phật sát, vi trần số thế giới chấn động sáu cách, mưa qua trời, hương trời, tràn qua trời, y phục trời, báo trời, đồ trang nghiêm trời, trỗi kỹ nhạc trời, phóng quang minh trời và âm thanh trời. Lúc đó mười phương đều qua khỏi ngoài 10 Phật sát vi trần số thế giới, có 10.000 Phật sát vi trần số Phật đồng hiệu pháp huệ và đều hiện thân ra trước pháp huệ Bồ Tát mà bảo rằng: lành thai này pháp huệ, nay ông có thể thuyết pháp được đó, pháp đó được, pháp thuyết được pháp đó, chúng ta ở mười phương đều 10.000 Phật sát vi trần số chư Phật cũng thuyết pháp đó. Lúc ông thuyết pháp đó, có 10.000 Phật sát vi trần số Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề, chư Phật chúng ta đều thọ ký cho họ,
qua khỏi nhàn bất khả thuyết, vô biên kiếp, đồng xuất thế thành Phật trong một kiếp và đồng hiệu thanh tịnh tâm Như Lai, thế giới khác nhau. Đó, thì ở đây nói cái công đức của Ngài Pháp Huệ thuyết pháp. Ngài Pháp Huệ kể cái công đức của người sơ phát tâm Bồ Đề được công đức như vậy đó. Thì kể tới đây thì mười phương thế giới đều chấn động hết, sáu thứ nó chấn động, rồi mưa qua trên trời rơi xuống vân vân. Rồi lúc đó có nhiều cái quả nước như số vi trần, tức là số nhiều đó là ngoài mười Phật sát, tức là mười cái quả Phật vi trần số thế giới nhiều như số vi trần. Rồi ngoài cái đó nữa cũng có những 10.000 Phật sát đó, lại có những vị Bồ Tát cũng đồng tên là Pháp Hiệu Pháp Huệ, rồi lại đồng đến khen ngợi Bồ Tát Pháp Huệ. Ông nói được cái pháp đó, chúng tôi cũng nói cái pháp đó, rồi nói rằng khi nói cái pháp này thì có Phật sát vi trần số Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề, nghĩa là bao nhiêu? Phật sát tức là cõi Phật vi trần số bằng cái số bụi, mà những người đó phát tâm Bồ Đề rồi chư Phật đó đều thọ ký. Thọ ký bao lâu? Nghe Ngài thọ ký nè: qua khỏi ngàn bất khả thuyết vô biên kiếp. Ngàn bất khả thuyết vô biên kiếp, đồng xuất thế thành Phật trong một kiếp và đồng hiểu thanh tịnh tâm Như Lai. Như vậy giả sử có Phật nào thọ ký cho tụi con vậy, tụi con làm sao? Nghe thọ ký thì ngán được cái xuôi nó thôi, ngán quá, ngài thọ ký xa quá, phải không? Nghĩa là ngàn bất khả thuyết, vô số kiếp, đã vô số kiếp mà một ngàn mà không thể nói, không có số nào để nói hết. À, rồi như vậy đó, chừng đó mới thành Phật. Thì như vậy chúng ta thấy nó có những cái mâu thuẫn, bất khả thuyết là không thể nói, rồi vô biên kiếp cũng không thể ghi, thấy không? Mà đã không thể nói, không thể ghi, sao nói ngàn, thấy không? Thì như vậy mới thấy ở đây nó có những cái lý do để chúng ta hiểu cái ý nghĩa thời gian ở trong nhà Phật nói. Mình đã biết rõ thời gian là cái không thiệt rồi, bởi vì thời gian theo cái định của mỗi người, mỗi một quan niệm khác nhau. Ví dụ như mình nói thời gian ở trên thế gian của mình đi, mà người ở bán cầu bên này nữa, bán cầu bên kia, thời gian nó cũng khác phần nữa, phải không? Có khi khác 2 phần hay là 1/3 chẳng hạn. Thì như vậy thì lấy đâu làm cái chuẩn thời gian? Mình ở đây mình nói 12 giờ thì khi mình nói 12 giờ đó, bên Mỹ thì nói mấy giờ, rồi bên Anh nó mấy giờ, bên Pháp nó mấy giờ, rồi bên Nhật nó mấy giờ. Thì như vậy thời gian có cái gì đâu, phải không? Chẳng qua thì mình phỏng định với nhau để thành ra một cái phương tiện dùng tạm hiểu, chứ nó không có thiệt. Mà nó không có thiệt thì lấy gì xác định mà nói, cho nên bất khả thuyết. Thì đó, thời gian không nói được đó. Rồi vô biên thì tức là không thể nào ghi chép được, bởi vì cái tu hành trên cái đường tu không có thể nói xác định ông đó phải tu 100 năm, 1000 năm, bao nhiêu năm mà thành Phật được. Tại sao vậy? Bởi vì có người họ tu 10 năm mà tu chỉ
chậm rãi đi từ từ. Rồi có người nào họ tu chừng 5 năm mà họ tinh tấn mãnh liệt thì người 5 năm nó có đi kịp người 10 năm không? Thì như vậy nó đâu có cái gì cố định, phải không? Thành ra cái thời gian tu nó cũng không có cố định nữa. Nó là tùy theo cái khả năng của mỗi người. Rồi cái khả năng đó đó nó cộng thêm cái trí tuệ nữa. Có người họ tu lâu mà họ không có trí, rồi họ cứ tin họ tu cách chậm rãi. Còn người có trí tuệ tu cái ta nhận ra được cái lẽ thật của đạo, thành họ tu lại mau. Thì như vậy mới thấy rằng cái tu nó cũng không có cái thời gian nhất định, cho nên nó là không có thể nói cái kiếp là bao nhiêu được. Nói vô biên, nó vô số để cho mà tạm hiểu vậy thôi. Chứ còn cái thời gian tu nó cũng không có cố định, rồi cái nghĩa thời gian nó cũng không thiệt nữa. Thì làm sao mà có cái khẳng định mà nói bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời. Đó là mình nói chỉ trên cái thế gian của mình. Còn qua một cái hành tinh khác, cái thời gian khác nữa, phải không? Như vậy thì lấy đâu làm chuẩn để mà nói thời gian? Cho nên mình nghe nhiều mà đừng có sợ, đừng có ngán. Bởi vì thời gian là không thiệt, cứ lo tu. Chỉ sợ là sợ mình thối tâm thôi. Chứ ngày nào, tháng nào, năm nào cũng cứ tinh tấn mãi mãi, không có thối Bồ Đề tâm, thì một ngày nào đó công đức viên mãn thành Phật. Chư Phật chúng ta sẽ hộ trì pháp này, khiến chư Bồ Tát thời vĩ lai người chưa nghe đều được nghe. Như ở Ta Bà thế giới này, trên đảnh núi Tu Di pháp như vậy, khiến các chúng sanh nghe pháp thọ quá 10,000,000,000,000 na do tha vô lượng vô biên tận pháp giới hư không giới, trong tất cả thế giới cũng nói pháp này giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát thuyết pháp đồng tên pháp huệ, đều do thần lực của Phật, nguyện lực của Phật, vì muốn hiển thị Phật pháp, vì dùng trí quan chiếu khắp, vì muốn khai xiển thật nghĩa, vì khiến chứng được pháp tánh, vì khiến hội chúng đều hoan hỷ, vì muốn khai thị nhân Phật pháp, vì được tất cả Phật bình đẳng, vì rõ pháp giới vô nhị nên thuyết pháp như vậy. Đây là nói một mạch những cái điều mà Bồ Tát Pháp Huệ ở đây giảng ở tại trên đảnh núi Tu Di đó. Thì ở 10 phương cõi khác chư Bồ Tát khác cũng giảng như vậy, và ở đây Bồ Tát tên Pháp Huệ thì tất cả cõi khác cũng Bồ Tát tên Pháp Huệ. Lúc đó Pháp Huệ Bồ Tát quán sát khắp tất cả chúng hội 10 phương thế giới, muốn đều thành tựu các chúng sinh, muốn đều trừ sạch những nghiệp quả báo, nhổ trừ căn bổn tạp nhiễm, muốn đều tăng trưởng tính giải rộng lớn, muốn đều khiến biết rõ căn tánh vô lượng chúng sinh, muốn đều khiến biết pháp tam thế bình đẳng, muốn đều khiến quán sát niết bàn giới, muốn tăng trưởng thiện căn thanh tịnh của mình. Thừa quái lực của Phật mà nói kể rằng chữ muốn đều lẽ ra phải đảo ngược lại đều muốn. Thì ở đây nói một cái chỗ này một chút, bởi vì có nhiều người âm ra ngờ vực, tại sao mà người sơ phát tâm tu lại là bình đẳng với chư Phật, tâm mình với tâm Phật bình đẳng, mới phát tâm thì là chưa có gì hết, phải không? Mà sao lại bình đẳng với tâm chư Phật được? Thì ở chỗ này nói ví dụ, nếu mà chúng ta biết ở trong cây củi khô nó có lửa, cho nên rồi mình lấy mình cọ nó ra lửa, hay là chúng ta biết trong cái cục đá nó có lửa, chúng ta lấy chúng ta cọ cái nó phát lửa, thì như vậy
Nếu cái cây khô có lửa thì trăm ngàn thứ cây khô, cây nào cũng có lửa hết. Trong cái loại đá lửa mà mình cọ cái nó phát lửa thì trăm ngàn thứ đá lửa như vậy cọ nó đều phát lửa hết, phải không? Nhưng mà có cái mình sử dụng phương tiện mình cọ nó phát lửa, còn những cái kia mình chưa sử dụng phương tiện thì nó chưa phát lửa, phải không? Tuy nó chưa phát lửa, biết nó là đồng loại cái này thì mình biết chắc nó có cái gì, nó có khả năng phát lửa như cái này không sai khác, phải không? Đó. Nói như vậy thì trở lại, nếu mà cái gì nó không có cái bản chất lửa trong đó, như cục đất, thì mình có làm phương tiện gì để nó phát lửa được không? Như vậy thì cái không có tính cách phát lửa thì dù mình dùng phương tiện gì nó cũng không phát được, phải không? Như vậy nó có lửa sẵn ở trong, cho nên mình tạo phương tiện nó mới phát ra. Nếu nó không có sẵn thì tạo phương tiện gì cũng không phát ra được, phải không? Đó. Thì bây giờ hỏi ông Phật Thích Ca là cái gì? Ngài ở trên trời rớt xuống hay dưới đất chui lên cái thành Phật, hay là cũng cha mẹ sanh như mình? Đó. Thì như vậy Ngài cũng là con người do cha mẹ sanh, lớn lên rồi cũng sống ở trong gia đình này kia, thì Ngài với mình cũng là giống hệt nhau, phải không? Đồng là con người thì Ngài tu, Ngài giác ngộ được mình có cái tánh giác sáng suốt đầy đủ, thì Phật đã giác ngộ được như vậy thì mình có cái đó không? Nếu Phật là loài người có thì mình là người mình cũng có vậy, tại sao lại không có? Như vậy thì cái tánh giác của Phật bởi có cho nên Ngài dẹp hết phiền não Ngài mới giác ngộ được. Đó. Nghĩa là cũng như trong cây nó có lửa cho nên mình tạo duyên nó phát lửa được, trong đá có lửa tạo duyên phát lửa được. Đó. Như vậy thì cái nhân lửa của cây, cái nhân lửa của đá đó, thì tất cả những cây những đá cùng loại nó có nhân giống nhau không? Nó giống hệt nhau. Như vậy thì đứng về cái nhân đó có bình đẳng không? Cái phát lửa rồi và cái chưa phát lửa có bình đẳng không? Tức là bình đẳng. Bởi vậy cho nên nhận được cái lý đó thì sơ phát tâm đồng với chư Phật ở chỗ đó. Đồng là đồng cái nhân, cái nhân có sẵn Phật tánh thì đồng, nhưng mà mình chưa tạo điều kiện cho nó phát ra. Bởi vậy cho nên nói rằng biết được cái thể tánh mình với chư Phật là bình đẳng, là đồng, chứ không có khác. Hiểu vậy đó là thấy được cái ý nghĩa này. Đọc chiếu. Cái phần này là cái kệ tụng mà nó không phải có tính cách trùng tụng như mấy cái bản khác ở trong Kinh Pháp Hoa, mà đây vừa là lặp lại cái ý trên mà vừa nói rộng ra những cái nghĩa cho chúng ta thấy cái lợi ích, cái quan trọng của phát tâm Bồ Đề như thế nào. Vì lợi thế gian phát đại tâm, tâm đó khắp cùng cả mười phương, chúng sanh quốc độ pháp tam thế, Phật và Bồ Tát biển tối thắng. Nói rằng vì lợi ích cho tất cả thế gian mà mình phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn. Cái tâm Bồ Đề của mình nó cùng khắp cả mười phương thế giới. Nào là chúng sinh, nào là cõi nước ở trong ba đời, rồi nào là Phật, nào là Bồ Tát ở trong cái biển trí tuệ tối thắng. Mình đều phát tâm đồng như vậy. Rốt ráo hư không khắp pháp giới, chỗ có tất cả những thế gian, như các Phật Pháp đều qua đến, phát tâm như vậy không thối chuyển. Nói là mình phát tâm rộng lớn, giống như là hư không, như là pháp giới, tất cả những cái chỗ nào mà có thế gian đó,
thì có chư Phật, nơi có chư Phật thì mình đều qua đến đó hết. Do đó mà mình mới phát tâm Bồ Đề, không có lui sụp. Từ niệm chúng sanh không tạm bỏ, lìa những não hại khắp nhiêu ít, quang minh chiếu thế làm sở quy, thập lực khổ niệm khó nghĩ bàn. Đó. Chúng ta phát tâm Bồ Đề là có cái lòng từ bi, nghĩ nhớ chúng sinh không bao giờ quên, không bao giờ bỏ họ. Muốn làm sao cho họ lìa hết những cái sự đau khổ, bị hại, bị làm cho não loạn, đưa họ tới chỗ an vui lợi ích. Trí tuệ sáng suốt của mình, cái chỗ đó là cái chỗ mà mình trở về đó. Cho nên quang minh chiếu thế làm sở quy, tức là cái trí tuệ sáng suốt soi khắp thế gian là cái chỗ mình trở về. Rồi thập lực là thập lực của Phật đó, thì chỗ đó mình luôn luôn nhớ nghĩ, không có quên. Thập phương quốc độ đều đến vào, tất cả hình sắc đều thị hiện, như Phật phước trí rộng vô biên, tùy thuận tu nhân không chấp trước. Nói rằng mười phương cõi nước của tất cả chư Phật, tất cả chúng sinh, mình đều hiện cái hình sắc giống như họ, thị hiện giống như họ. Rồi như cái phước, cái trí của Phật, mình tùy thuận, mình tu cái nhân để đạt được cái phước trí như Phật. Tuy vậy mà mình vẫn không có chấp trước. Có cõi ngửa hoặc nghiêng hoặc úp, thô diệu rộng lớn vô lượng thứ, Bồ Tát một khi phát đại tâm đều qua đến được không chướng ngại. Nói trên trong cái hư không này có vô lượng thế giới, thế giới có cái thì xây lên, cái thì úp xuống, đủ thứ hết. Nhưng mà Bồ Tát đều đi tới mấy cái chỗ đó không có chướng, không ngại gì. Vì cái tâm Bồ Đề rộng lớn các ngài, cho nên các ngài tới lui không có chướng ngại. Mà tâm Bồ Đề rộng lớn đó là từ mới khi mới phát tâm, chứ không phải đợi thành Bồ Tát lớn rồi mới được như vậy. Bồ Tát thắng hạnh bất khả thuyết, đều siêng tu tập sở vô trụ, thấy tất cả Phật lòng mến thích, khắp vào biển pháp sâu của Phật. Rồi chúng ta phát cái tâm Bồ Đề, đó là Bồ Tát rồi. Cho nên thấy những cái hạnh lớn lao của chư Phật không có thể kể hết, mình đều siêng tu hành. Tu hành mà không có cái chỗ trụ, thấy tất cả Phật lòng mình rất là kính, rất là trọng, để mình tiến sâu vào cái giáo pháp, biển giáo pháp của Phật, chứ không có đi những cái đường khác. Thương xót ngũ thú các quần sanh, khiến trừ cấu uế khắp thanh tịnh, nối thạnh Phật chủng chẳng đoạn tuyệt, dẹp dứt cung ma không có thừa. Ở đây nói rằng chúng ta tu là vì thương xót chúng sinh trong ngũ thú. Sao không nói lục thú mà nói ngũ thú thôi? Ngũ thú là cõi nào? Cõi nào? Địa ngục ở dưới kể lên: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, còn sót cõi trời. Phải không? Bởi vậy trời sướng quá, thương mình chi. Phải không? Nghĩa là ở trong mấy cái cõi này sân si nhiều, tội khổ nhiều, cho nên phải thương, phải lo cho họ. Ở trong đó làm sao cho họ sớm ra được. Cho nên nói rằng ở trong ngũ thú đều lo cho họ được ra, được khỏi. Rồi cố trừ những cái cấu uế phiền não, khiến cho họ được thanh tịnh. Đó là cái bổn phận đối với chúng sinh, đối với chư Phật. Nối thạnh Phật chủng chẳng đoạn tuyệt, tức là mình tu để nối cái hạt giống Phật mãi mãi không dứt. Dẹp dứt cung ma không có thừa,
mọi thứ ma quân mình dẹp sạch hết, không có sót một người nào, một cái nào hết. Đã trụ Như Lai bình đẳng tánh, khéo tu vi diệu phương tiện đạo, nơi Phật cảnh giới sanh tín tâm, được Phật quán đảnh tâm không trước. Nói rằng chúng ta tu là trụ cái tánh bình đẳng Phật của chư Phật cũng như của chính mình, rồi khéo tu cái phương tiện diệu đạo, cái phương tiện đạo nó vi diệu, nơi cảnh giới Phật mình sanh cái lòng tin sâu chắc, rồi được Phật quán đảnh cho mình để mà thọ ký. Nhớ nghĩ báo ân cho Đức Phật, lòng như kim cương chẳng bị ngăn, có thể chiếu rõ công hạnh Phật, tự nhiên tu tập hạnh Bồ Đề. Mình tu vì thấy nhờ cái ân đức của Phật, Ngài đã khai sáng ra một con đường chỉ cho mình biết có cái tính Phật, cho nên rồi mình muốn đền ơn Phật. Mà muốn đền ơn Phật thì phải làm sao? Lòng như kim cương chẳng bị ngăn đó, nghĩa là lòng mình phải vững cứng như là chất kim cương, không có cái gì phá hoại được hết. Có thể chiếu rõ công hạnh Phật, tức là làm sao cho sáng tỏ công hạnh của Phật, rồi tự nhiên tu tập hạnh Bồ Đề, tức là tu hạnh Bồ Đề một cách tự tại. Thì như vậy, ở đây nó muốn đền ơn chư Phật thì chúng ta phải lập cái hạnh nó vững như là kim cương đó. Như vậy thì mới có thể thực hành được những cái điều mà mình mong rằng đền ơn chư Phật. Các loài sai biệt vô lượng tưởng, nghiệp quả và tâm cũng chẳng một, nhẫn đến căn tánh các loại khác, một khi phát tâm đều thấy rõ. Bây giờ ở trên đời này chúng sanh có những cái tưởng không biết là bao nhiêu, mỗi thứ tưởng mỗi cái sai biệt nhau. Bởi tưởng sai biệt nhau cho nên căn tánh của các loại nó khác nhau. Mình phát tâm Bồ Đề, mình tu hành á, mình phải thấy rõ được tâm tánh của họ để mà mình giáo hóa họ. Chứ không thì mình không có biết được tâm tánh của chúng sinh. Mà mình bây giờ có cái bệnh là biết cái tâm tánh chúng sinh kia, mình sanh ra sao? Sanh ghét, phải không? Tự dụ thấy người này có nhiều tham, thấy người kia nhiều sân, thấy người nọ nhiều tật đố, thấy người nọ nhiều cái ganh tị, thấy người nọ nhiều cái lòng buồn phiền não, thì mình thấy vậy cái mình sao? Mình thấy chúng sinh gì mà xấu xa quá, chán ghét, phải không? Như vậy đó là mình phát tâm gì? Phát tâm gì? Đó là mình phát tâm trốn đời mà không chịu tu chứ. Bởi vì mình chán người ta rồi mình trốn đi, rồi mình cũng không có cái cơ hội để tu nữa. Bởi vì mình tưởng mình tốt, phải không? Mình thấy cái này xấu, cái kia xấu, kiểu hồi ai thấy xấu trên, còn có mình mình cứ sống với người xấu đâu được. Cho nên mình trốn đi đã, rồi mình không biết sao mình tu. Như vậy thì cái đó là không phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề thì biết tất cả bệnh của chúng sinh, nhưng mà khi biết bệnh chúng sinh rồi tìm thuốc trị, thương tìm thuốc trị. Cũng như mình thấy người này đau, người kia đau, kẻ bệnh này, người bệnh nọ, mình thấy tội nghiệp quá, cho nên mình phải làm sao kiếm thuốc trị dùm bệnh cho tất cả bà con huynh đệ của mình. Thì như vậy đó là phát tâm Bồ Đề, thấy bệnh thương tìm phương để trị, đó là tâm Bồ Đề. Thấy bệnh chán, đó là cái tâm, nếu mà ham tu mà chán thì tâm tiểu thừa, còn không ham tu mà chán thì cái tâm đó là cái tâm điên đảo rồi, rốt cuộc rồi là cái bản ngã của mình duy nhất, không có ai bị được. Cho nên ở đây biết hết căn tánh mà không có cái tâm sợ chán, mà nhớ rõ tất cả sự sai biệt từ tưởng mà ra. Cho tụi con kiểm phải vậy không? Hãy tưởng tượng mà ra,
nghĩa là từ tưởng mà ra có mọi cái hạnh sai biệt. Tâm đó rộng lớn khắp pháp giới, vô y vô biên như hư không, xu hướng Phật trí không sở thủ, rõ chắc thực tế lìa phân biệt. Đó. Cái tâm mà mình biết tất cả cái tâm lượng của chúng sinh đó, cái tâm của mình nó rộng lớn, không có chỗ tựa, không có thể tính hết, nó khắp như không vậy. À, nó xu hướng tới cái trí Phật, không có chấp trước, sở thủ là không có cái chỗ để mà mình giữ, mình chấp. Mình rõ chắc biết được cái chỗ chân thật, mình lìa được cái phân biệt. Biết tâm chúng sanh không sanh trượt tưởng, rõ thấu các pháp không pháp tưởng, dầu khắp phân biệt mà vô biệt, ức na do cõi đều qua đến. À, ở đây nói rằng mình biết tất cả tâm chúng sinh mà mình không có khởi tưởng, mình thấu tất cả pháp mà không có khởi tưởng, đều dầu khắp phân biệt mà là vô phân biệt. À, ức na do cõi đều qua đến. Như vậy thì mọi cõi mình đều qua đến được hết. Thì như vậy bốn câu này để nói lên rằng chúng ta không phải dùng cái suy nghĩ phân biệt để hiểu được tâm chúng sinh, phải không? Biết tâm chúng sinh mà không phải tưởng mà biết, biết tất cả pháp cũng không phải tưởng mà biết, dầu cho phân biệt tất cả pháp mà nó là dùng cái trí vô phân biệt chứ không phải là cái trí phân biệt. Vô lượng chư pháp chư Phật diệu tạng pháp, chư Phật chứ không phải chư pháp. Vô lượng chư Phật diệu tạng pháp, diệu pháp tạng tùy thuận quán sát đều vào được, căn hạnh chúng sanh đều biết cả. Đến chỗ như vậy là như Phật. À, bây giờ nếu chúng ta thể nhập được cái kho diệu pháp của Phật vô lượng vô biên đó, rồi mình tùy thuận theo đó mà quán sát để tiến vào, thì mọi cái căn hạnh chúng sanh mình đều biết hết. Người nào đến cái chỗ này là đồng với chư Phật. Nguyện lớn thanh tịnh hằng tương ưng, thích cúng dường Phật không thối chuyển, trời người thấy không nhàm chán, thường được chư Phật chỗ hộ niệm. Ở đây là nói về sự cúng dường thanh tịnh, luôn luôn hướng về Phật để cúng dường, tâm không có thối chuyển, thấy Phật không chán, do đó mà được Phật hộ niệm. Tâm đó thanh tịnh vô sở y, dầu quán thâm pháp mà chẳng chấp, tư duy như vậy vô lượng kiếp, ở trong tam thế không sở trước. À, nói rằng cái tâm mình nó thanh tịnh, nó không có cái chỗ tựa nương, tức là chỗ dính mát. Dầu mình quán được cái pháp sâu xa của Phật mà mình không có chấp trước, mình suy nghĩ như vậy nhiều kiếp mà ở trong ba đời mình cũng không có chấp trước cái nào hết. Tâm đó kiên cố khó chế ngăn, đến Phật Bồ Đề không chướng ngại, chí cầu diệu đạo trừ mê hoặc, đi khắp pháp giới chẳng khổ nhọc. Nếu mà được cái tâm thênh thang, không có nghĩ, không có chấp, thì cái tâm đó nó rất là bền chắc, nó đến thẳng cái đạo Bồ Đề không có gì chướng ngại hết. Nghĩa là khi mình cầu Phật đạo, diệu đạo tức là chỉ cho Phật đạo, không bị những cái gì làm mê hoặc của mình, đi khắp cả pháp giới cũng không có thấy gì nhọc nhằn. Biết pháp ngữ ngôn đều tịch diệt, chỉ vào chân như tuyệt dị giải, chư Phật cảnh giới đều thuận quán, đạt nơi tam thế tâm vô ngại. À, bây giờ mình biết tất cả cái ngôn ngữ của chúng sinh đều là do duyên hợp, nó thể tánh nó là không, tức là tịch diệt. Thì như vậy mình thấu suốt được cái chân như,
cái dứt hết những cái hiểu sai, hiểu khác với nhau. Muốn vào thẳng chân như thì mọi cái hiểu biết sai biệt phải dứt. Cảnh giới chư Phật mình đều quán theo đó mà thuận quán. Mà thuận quán và cảnh giới chư Phật thì đạt được tam thế tâm vô ngại, tức là ba đời tâm không có chướng, không có ngại. Bồ Tát mới phát tâm rộng lớn, có thể qua khắp mười phương cõi, pháp môn vô lượng bất khả thuyết, trí quang chiếu khắp đều sáng tỏ. Nếu mà Bồ Tát phát tâm đúng như vậy, rộng lớn như vậy rồi á, thì khắp cả mười phương cõi nước qua lại không có chướng. Rồi tất cả pháp môn của chư Phật vô lượng, không có thể biết, không có thể nói hết, mà mình nhờ cái trí sáng đó, mình cũng chiếu khắp là sáng tỏ hết. Đại bi rộng độ rất không sánh, từ tâm cùng khắp đồng hư không, mà với chúng sanh chẳng phân biệt, thanh tịnh như vậy đi thế gian. Nghe tâm đại bi rộng lớn độ chúng sanh không có gì so sánh được. Do cái lòng từ mà đi khắp, cùng khắp rộng lớn như là hư không. Bởi vậy cho nên đối với tất cả chúng sinh không có khởi phân biệt, nó luôn luôn là thanh tịnh như vậy mà đi trong thế gian. Thập phương chúng sanh đều an ủi, an ủi tất cả chỗ làm đều chân thật, hằng dùng tĩnh tâm lời chẳng khác, thường được chư Phật đồng gia hộ. Đó nghĩa là mình phát cái tâm từ bi rộng lớn, đi khắp tất cả các cõi để an ủi chúng sanh, tức an ủi chúng sanh mà đều ở trong cái chỗ chân thật. Bởi vậy cho nên mình dùng cái lòng thanh tịnh, tâm thanh tịnh với cái lời nói cũng là thanh tịnh. Lời nói và tâm không có khác nhau, người đó thường được chư Phật gia hộ. Mình bây giờ cái tâm và cái lời nói nó không có giống nhau, giống hơn có nhiều cái xã giao. Thí dụ không ưa người đó mà lại nói chuyện, cái rồi họ hỏi chứ sao cô có thương tôi không, thì có dám nói không? Tôi ghét lắm, dám nói không? Nghĩa là tâm mình sao không có dám nói y vậy. Nó một đàn mà nói một ngã. Quá khứ chỗ có đều ghi nhớ, vị lai tất cả đều phân biệt, thập phương thế giới khắp vào trong, để độ chúng sanh khiến ra khỏi. Nói rằng tất cả cái cõi ở quá khứ, cái thời quá khứ mình đều nhớ không sót. Rồi tất cả cái vị lai mình đều phân biệt rành rẽ. Rồi rộng cả mười phương, ở trong đó mình để vào được, để độ chúng sanh khiến họ ra khỏi trong tam giới. Như vậy thì biết rõ quá khứ, vị lai và cùng khắp cả mười phương, thời gian không gian mình đều thấu suốt. Bồ Tát đầy đủ diệu trí quang, khéo rõ nhân duyên không có nghi, tất cả mê hoặc đều dứt trừ, như vậy mà đi nơi pháp giới. Bồ Tát do cái diệu trí sáng suốt của Ngài mà biết rõ các pháp là do nhân duyên, cho nên không có nghi ngờ, không có sợ sệt. Tất cả những cái lầm lẫn đều dứt trừ, do đó mà đi khắp cả pháp giới. Mình bây giờ biết các pháp do nhân duyên không? Lý thì biết đó, thấy không? Nói với ai cũng nói các pháp do nhân duyên sinh, mà biết nhân duyên sinh mà rồi không muốn cho nó không tự tánh, không muốn cho nó hoại, phải không? Muốn sinh rồi mà không cho nó, tức là muốn cho nó hợp mà không cho nó tan, phải không? Phải vậy không? Như vậy nó có hiểu nhân duyên đâu, hiểu cái phần nữa à, phải không? Duyên hợp thì chịu, duyên tan cũng chịu, thì như vậy hiểu phần nữa chứ có gì đâu. Cho nên không có rành được lý nhân duyên,
Chứ nếu rành lý như duyên, duyên hợp thì duyên phải tàn. Duyên hợp có thân này thì mai mốt duyên tan, thân này phải hoại. Mà duyên hợp mình vui thì duyên tan mình cũng cười, phải không? Như vậy mới gọi là hiểu lý nhân duyên. Chứ tại sao hợp thì vui mà tan thì khóc? Như vậy thì hiểu chưa? Như vậy thì nói thì dường như mình hiểu, mà sự thật chưa hiểu gì hết. Nó không có sống đúng như cái gì mình biết. Biết một đà mà sống một ngã. Cho nên nếu thực hiểu thì hợp như thế nào tan cũng phải thấy như thế đó, phải không? Bây giờ giả sử như duyên hợp cái thành cái chùa, cái duyên tan cái chùa nó sập, thì duyên hợp thành cái chùa thì mình mừng ăn khánh thành, rồi duyên tan cái chùa nó sập thì mình sao cũng mừng ăn khánh quải. Vì thành thì nó phải có quải. Gặp anh nói, cái chùa tôi cất đó giờ nó quải rồi, đúng lý nhân duyên, Phật nói hay quá. Mình cười thôi, như vậy đó. Đó rồi mình mừng sanh ra, cha mẹ sanh ra mình cái mừng ăn gì đó, ăn sinh nhật. Rồi nó lâu cái mình lớn lên có bắt chước mình mừng ăn sinh nhật, rồi tới ngày nào mà mình sắp sợ sửa sẵn đi đó mình cũng mừng. Cái thân tôi nó có hợp, bây giờ nó tan đúng theo luật nhân duyên, phải không? Không có sai chạy gì hết. Thành ra như vậy thì lý nhân duyên nó rõ cho ban ngày, cười thôi, có gì đó. Hiểu được như vậy mới thật là hiểu. Còn mình ở đây hiểu có nửa chừng à. Nói duyên hợp thì trên lý mà nói, chứ thực tế thì cũng không muốn chịu nữa. Nói cha sanh ra mình, mẹ sanh ra mình rồi, mình có thiệt rồi chết chừng nào, sửa sẵn chết cái quảng hốt. Bởi vậy cho nên không có hiểu được lý nhân duyên. Bởi không có hiểu lý nhân duyên cho nên cuộc sống nó có nghi ngờ, mê hoặc. Ma vương cung điện đều dẹp phá, chúng sanh mù lòa đều trừ dứt, lìa những phân biệt tâm chẳng động, khéo rõ cảnh giới của Như Lai. Chứ chúng sanh màng lòa, màng lòa là cái gì? Màng che thì được, phải không? Chứ màng lòa là cái gì? Chúng sanh mình ở trên là phá dẹp cung của ma vương, rồi dưới thì cứu những chúng sanh đưa mù lòa ở trong cái chỗ u minh mê muội đó, mình trừ sạch cho họ, lìa những phân biệt tâm chẳng động. Tuy như vậy mà không phân biệt, tâm không động, khéo rõ cảnh giới của Như Lai, lưới nghi tam thế đều đã trừ. Đối với Như Lai sanh tịnh tính, do tin được thành trí bất động, do trí thanh tịnh hiểu chân thật. Nghĩa là cái lưới nghi trong ba đời mình đã hết rồi. Thực ra bây giờ chúng ta đối với ba đời mình hết nghi chưa? Hết nghi chưa? Quá khứ, hiện tại, vị lai mình hết nghi chưa? Chính thầy cũng còn nghi. Bởi vậy nên thầy nói thầy năm tới thầy đương đứng ở ngã ba, tức là vị lai. Vị lai chưa biết thân phận mình ra sao thì nghi chứ gì, phải không? Như vậy thì đối với quá khứ, hiện tại, vị lai mà mình không còn nghi thì tại sao mình hết nghi? Thì ba thời không có thiệt. Bởi ba thời không thiệt chứ có gì nữa mà nghi. Như vậy là mình biết rõ không có gì phải nghi hết. Vì khiến chúng sanh được xuất ly, tận thời vị lai khắp lợi ích, mãi mãi cần khổ tâm chẳng nhàm, nhẫn đến địa ngục cũng an thọ. Đó, đây nói cái tâm của Bồ Tát. Vì muốn cho chúng sinh xa lìa cái khổ, cho nên tột cái đời vị lai luôn luôn làm lễ cho chúng sinh, làm mãi khổ nhọc vẫn siêng năng, không có nhàm, không có chán. Dù phải vào trong địa ngục để mà độ họ, mình cũng an ổn mà vào trong đó nữa.
Thành ra mình thấy cái tâm rộng lớn như vậy đó. Phước trí vô lượng đều đầy đủ, chúng sanh căn dục đều rõ biết, và những nghiệp hạnh đều biết cả, theo sở thích họ vì thuyết pháp. Đó, mình biết được cái trình độ, cái căn cơ chúng sinh, họ ưng cái gì, họ thích cái gì, đó, gọi là căn dục đó, ưng cái gì, thích cái gì, mình biết rõ, rồi biết cái hạnh nghiệp họ thế nào, vì họ đúng theo sở thích mà thuyết pháp cho họ nghe. Rõ biết tất cả không vô ngã, từ niệm chúng sanh thường không bỏ, dùng một đại bi vi diệu âm vào khắp thế gian mà diễn thuyết. Ở đây có cái điều là chúng ta dễ mắc kẹt. Như mình nói, tất cả các pháp là không, là vô ngã, vô thường, khổ không vô ngã đó. Vô không thì nó không có không thiệt, thì vô ngã thì nó không có chủ. Mà các pháp không thiệt, không chủ, nếu mình biết rõ vậy rồi thì mình có muốn độ chúng sinh không? Chúng sinh đâu có thiệt, phải không? Chúng sinh đâu có chủ mà phải độ. Cho nên đó dễ sanh ra cái tâm nhàm chán. Biết rồi cái mình sống cách khô khan. Còn ở đây thì biết tất cả chúng sinh nó là không, là vô ngã, nhưng mà cái lòng từ bi thương họ, vì họ không biết như vậy, cho nên mình dùng cái lòng đại bi đó mà đi thuyết pháp cho họ nghe, khiến tất cả thế gian, đi khắp cả thế gian mà thuyết pháp cho họ. Bởi vì mình biết như vậy mà họ không biết, cho nên thương để mà giáo hóa họ. Phóng đại quang minh các màu sắc, chiếu khắp chúng sanh trừ đen tối, trong quan Bồ Tát ngồi liên hoa, vì chúng xiển dương pháp thanh tịnh. Đây là nói Bồ Tát ngồi trên cái tòa liên hoa nói pháp cho chúng sinh, như hôm trước trong cái phần công đức tu hành trước đã thấy đó. Nơi đầu một lông hiện các cõi, chư đại Bồ Tát đều sung mãn, chúng hội trí huệ sai khác cả, đều rõ biết được tâm chúng sinh. Nghĩa là ở đầu mãi long mà hiện tất cả cõi nước, rồi các vị đại Bồ Tát đều đầy dẫy trong đó, trong chúng đều là những người trí tuệ khác nhau, đều rõ biết được tâm tất cả chúng sinh. Thì đây là nói cái lý là nhỏ lớn nó gồm nhau đó, nó không có riêng, không có rời. Lớn tức là nhỏ, nhỏ tức là lớn đó. Thập phương thế giới bất khả thuyết, một niệm đi khắp hết tất cả, lợi ích chúng sanh cúng dường Phật, nơi chỗ chư Phật hỏi thăm nghĩa. Ở đây nói rằng thế giới mười phương nhiều, không thể nào nói hết, chỉ trong một niệm của mình đi tới hết các chỗ đó. Thì như vậy đây là nói cái thời gian, cái không gian nó không có xa, không có gần. Như vậy cho nên cúng dường hết chư Phật và hỏi cái nghĩa sâu xa nơi chư Phật. Nơi chư Như Lai tưởng là cha, vì lợi chúng sanh tu giác hạnh, trí huệ thiện xảo, thông pháp tạng, vào nơi thâm trí không sở trước. Đối với Phật mình thấy đó là đấng từ phụ của mình, vì lợi ích chúng sinh mà tu cái hạnh giác ngộ, được cái trí tuệ khéo léo rồi mình thông suốt được cái tạng kinh của Phật dạy, rồi mới nơi cái trí huệ sâu đó mà mình không có dính mắc, tùy thuận tư duy mà nói cho tất cả mọi người ở trong pháp giới, tùy thuận tư duy nói pháp giới, trải vô lượng kiếp chẳng cùng tận, trí dầu khéo vào không xứ sở, không có mỏi nhàm không sở trước. Nghĩa là trải qua vô số kiếp nói pháp cho chúng sinh cả pháp giới,
Mà cái trí đó tuy là khéo vào mà nó không có nơi chốn, nói mà dạy mà không có mỏi nhàm, không có chấp trước, đó là trí của Bồ Tát. Sanh trong nhà tam thế chư Phật, chứng được Như Lai diệu pháp thân, khắp vì quần sanh hiện các sắc, ví như thuật gia làm tất cả. Mình đã ngộ được, sống được trong nhà chư Phật rồi, tức là thể nhập được pháp thân. Nhưng mà không phải thể nhập pháp thân rồi an trú ở đó, mà vì chúng sinh hiện ra các cái thân hình khác nhau để giáo hóa chúng sinh. Ví như cái người thuật giỏi thì họ biết thuật, thì họ muốn cho thiên hạ vui, họ thuật ra cái cảnh này cảnh nọ cho thiên hạ vui chơi. Hoặc thiện mới tu hạnh thù thắng, hoặc thiện sơ sanh và xuất gia, hoặc thiện dưới cây thành bồ đề, hoặc vì chúng sanh hiện nhập diệt đó. Rồi khi mình đạt tới đó rồi thì tùy lễ chúng sinh mà mình hiện ra những cái hạnh thù thắng, hoặc là mới xuất gia rồi thành đạo rồi nhập niết bàn vân vân. Đó là những cái cảnh thị hiện của Bồ Tát sau khi nhập được pháp thân, rồi tùy chúng sinh mà hiện như vậy để chúng sinh nó thức tỉnh mà nó tu. Bồ Tát trụ nơi pháp hy hữu là Phật cảnh chẳng phải nhị thừa, thân nữ ý tưởng đều đã trừ, các thứ tùy nghi đều hiện được. Bồ Tát được cái pháp hy hữu này, cái pháp này không phải là cái pháp nhị thừa mà đó là cảnh giới của Phật. Cho nên thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp đều trừ sạch hết, cho nên lúc đó tự tại tùy nghi mà hiện để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát chỗ được các Phật pháp, hoặc vì chúng sanh hiện nhập diệt, chúng sanh tư duy phát cuồng loạn, trí nhập thật tế tâm vô ngại, khắp hiện Như Lai sắc tự tại. Nói rằng cái chỗ Bồ Tát được, Phật pháp của Bồ Tát được đó, thì các ngài vì chúng sinh có khi hiện nhập niết bàn, nhập diệt và nhập niết bàn. Chúng sinh mà muốn suy nghĩ về cái chỗ được của Bồ Tát, của Phật đó, thì dầu cho cuồng lạ, suy càng suy nghĩ tâm sanh cuồng loạn, chứ không thể nào nghĩ tới được. Tại sao? Vì trí của Phật đã vào cái chỗ chân thật vô ngại. Bởi vậy cho nên Như Lai có cái sức đại tự tại, không có thường, dùng trí thường không thể biết. Đây ở thế gian không sánh bằng, huống là lại thêm hạnh thù thắng. Dầu chưa đầy đủ nhất thiết trí, đã được Như Lai tự tại lực. Nghĩa là người sơ phát tâm Bồ Tát đối thế gian không có gì sánh bằng, huống nữa là các cái vị đó tu lần lần được những cái hạnh thù thắng rồi, dù chưa có được nhất thiết trí như Phật, nhưng mà đã được cái tự tại lực của Như Lai. Đã trụ nhất thừa đạo rốt ráo, sâu vào pháp vi diệu tối thượng, khéo biết chúng sanh thời phi thời, vì lợi ích nên hiện thần thông, phân thân đầy khắp tất cả cõi, phóng tịnh quang minh trừ đời tối. Nói rằng các ngài hay là vị sơ phát tâm Bồ Tát này đã trụ ở trong cái đạo nhất thừa rốt ráo, cho nên các ngài đi sâu vào pháp vi diệu tối thượng của Phật, rồi biết được chúng sinh thời phi thời. Thời là sao, phi thời là sao? Nghĩa là những chúng sinh nào đúng lúc đó độ được, lúc khác độ không được, tức là khi này độ được, khi kia độ không được, biết rõ như vậy. Thì cái điều này nghe thì mình thấy nó hơi lạ, chứ sự thật không có gì lạ hết trơn á. Bây giờ tụi con nghĩ như chuyện thường ở thế gian, ở trong chùa mình đi. Nếu mà có đứa nào đó giỏi vắng,
siêng năng giỏi giắng biết làm việc này việc kia việc nọ. Rồi có người nào đó muốn cần mượn họ làm việc gì giúp cho mình, thì lúc nào là thời, lúc nào phi thời nên mượn. Tức là khi nào thấy người đó một là rảnh, hai là vui, thấy không? Rảnh vui thì mượn họ hưởng ứng liền. Còn nếu khi mà họ đương bận mà họ quạo ra thôi đừng mượn, thấy không? Đó thì giáo hóa chúng sinh cũng vậy, nó phải biết thời và phi thời, khi nào nên giáo hóa. Chứ còn không phải gặp đâu thuyết pháp đó. Mình bây giờ có cái bệnh, học được chút ít cái rồi hay quá, gặp ai cái thuyết thôi là thuyết người ta đi không được, bắt ngồi nghe hoài, thì cái đó là phi thời. Cho nên mình phải biết đúng thời và đúng và phi thời, làm cái gì nó cũng hiểu như vậy thì nó có cái lợi ích, có kết quả. Rồi vì lợi ích nên hiện thần thông đó, cái khi lợi ích cho họ hiện thần thông để mà giúp cho họ được lòng tin, rồi phân thân đầy khắp cả tất cả cõi, rồi phóng hào quang sáng trừ tất cả những cái tối trên đời. Ví như Long Vương khởi đại văn, khắp tuôn mưa màu đều đầy thấm, quán sát chúng sanh như ảo mộng, do nghiệp lực nên thường lưu chuyển. Đại bi xót thương đều cứu vớt, vì nói vô vi tịnh pháp tánh. Thì đây ví như rồng nó khởi mây, khởi mưa sấm sét như hôm cái vụ trước đó. Thì những việc làm đó xét kỹ ra nó cũng như ảo mộng thôi, nó không có thiệt. Tất cả chúng sinh lưu chuyển trong sanh tử này do nghiệp lực nó dẫn. Mà nghiệp lực dẫn thì nghiệp lực cũng như là mộng như quyển vậy thôi, cũng như một đám mưa. Mà cái phước cõi này thì thấy nó là hạt châu, phải không? Chỗ kia thì thấy đao binh, chỗ này thì thấy nước lã, phải không? Thì như vậy đó là do nghiệp. Nghiệp thì nó có thiệt ở đâu? Thì giống như là chúng ta mỗi người có con mắt nhìn khác nhau, cùng một cái hoa người nhìn thấy đẹp, người nhìn thấy không đẹp. Cùng một ngọn đèn người nhìn thấy có vạch, có vòng tròn, người thấy không thấy, phải không? Thì đó là tùy cái nghiệp riêng của mỗi người. Như vậy thì cái nghiệp là cái không thiệt. Không thiệt hay thiệt? Không thiệt. Mà sợ hay không sợ? Không thiệt mà nó dẫn đi luân hồi dài dài, phải không? Nó không thiệt mà nó dẫn đi luân hồi dài dài. Tại sao nó có quyền dẫn mình đi? Tại vì mình theo nó, phải không? Mình không chuyển được nó, mình không cắt đứt được nó, cho nên nó dẫn mình đi. Nói thí dụ như vậy thì tụi con thấy, thí dụ như nếu mà cái người tu, mình tu rất là thanh tịnh, thì có ai đó họ lại rủ mình đi làm ăn cái gì đó, nó làm đó mau phát tài, làm đó sẽ được nhiều của, rồi sao ngồi tu nó khỏe này kia. Cái nếu mà nghe rủ vậy, mình khởi cái lòng tham, cái mình đi làm rồi thì lúc đó tu được không? Như vậy thì đó, do khởi lòng tham thành đã tạo cái nghiệp không tốt, nghiệp không tốt cái nó dẫn mình hết tu. Như vậy cho nên cái nghiệp nó không phải là thiệt, mà theo nó thì nó dẫn không cùng. Cũng như vọng tưởng không phải thiệt, mà theo nó thì nó chi phối mình, nó bắt mình tạo cái nghiệp lành, nghiệp dữ đủ thứ hết. Bởi vậy nên biết cái nghiệp nó không có thiệt, mà mình phải chặn đứng, đừng có chạy theo nó. Bởi vậy nên rồi chúng sanh do nghiệp mà lưu chuyển, thì Bồ Tát phải khởi cái lòng đại bi xót thương họ, cứu vớt họ, vì họ mà nói ra cái vô vi tịnh pháp, cái thanh tịnh, pháp tánh vô vi là cái pháp thanh tịnh.
tức là các pháp không có thiệt, tự tánh là không, để cho họ hiểu. Phật lực vô lượng, đây cũng vậy, ví như hư không vô lượng biên, vì khiến chúng sanh được giải thoát, ức kiếp siêng tu không mỏi nhọc. Đó. Biết cái sức của Phật nó là không có lường, thì mình cũng phải như vậy đó. Nghĩa là Phật có được cái Phật lực rộng lớn vô biên như hư không, thì mình cũng vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh được giải thoát khổ đau, cho nên mình cũng phải làm mãi mãi muôn ức kiếp, không có mỏi, không có chán. Quán sát tư duy diệu công đức, khéo tu hạnh đệ nhất vô thượng, nơi các thắng hạnh luôn chẳng bỏ, chuyên niệm sanh thành nhất thiết trí. Nghĩa là mình luôn luôn tư duy quán sát cái công đức nhiệm màu của Phật, để mà khéo tu cái hạnh đệ nhất vô thượng đó, nơi cái thắng hạnh đó luôn luôn mình không rời không bỏ, chuyên niệm tu hành cho nên được thành nhất thế trí. Một thân thị hiện vô lượng thân, tất cả thế giới đều đầy khắp, tâm đó thanh tịnh vô phân biệt, một niệm khó nghĩ sức như vậy. Đó. Nghĩa là khi mình được cái tâm thênh thang rồi, thì lúc đó mình tự tại thị hiện vô lượng thân trong tất cả thế giới. Để mà làm gì? Cái tâm hiện như vậy, độ chúng sanh như vậy, mà luôn luôn nó là thanh tịnh, nó là vô phân biệt. Một niệm khó nghĩ sức như vậy, tức là không có một niệm để mà nghĩ bàn hay là suy tính gì. Nó cái chỗ đó là cái chỗ như vậy, tức là vô phân biệt. Nơi các thế gian chẳng phân biệt, nơi tất cả pháp không vọng tưởng, quán sâu các pháp mà chẳng lấy, hằng cứu chúng sanh không sở độ. Đó, đây là để chỉ cái tâm của Bồ Tát mà chính mình đang học tu theo cái tâm đó đó. Nơi các thế gian chẳng phân biệt, tức là thấy tất cả pháp thế gian mà không có phân biệt hơn thua tốt xấu để mà mình sanh vọng tưởng. Rồi đối tất cả pháp mình không có giấy khởi vọng tưởng, đối các pháp mà tâm vẫn thanh tịnh không vọng tưởng. Quán sâu các pháp mà không có, mà chẳng lấy, tức là không lấy không bỏ. Cứu tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh được mình cứu độ. Đó là không có chấp ngã ngã sở. Tất cả thế gian chỉ là tưởng, ở trong các thứ đều sai khác, biết cảnh giới tưởng hiểm và sâu, vì hiện thần thông để độ thoát. Nên nói rằng tất cả thế gian chỉ là tưởng. Cái câu này nghe thì thấy như khó hiểu. Tất cả thế gian đều do tưởng mà ra hết trơn. Tại sao do tưởng mà ra? Đó, ở đây nếu mà người có tu thì tụi con sẽ thấy. Như ở trong kinh Phật dạy những người quán, tu quán tưởng đó. Khi tưởng cái cả cái bầu trời màu xanh thì thấy cả bầu trời màu xanh. Khi tưởng cả bầu trời là nước thì thấy cả bầu trời là nước. Khi tưởng là lửa thì thấy cả là lửa. Thì như vậy tất cả cái tưởng đó nó xanh. Rồi như trong cái pháp tu không do biên xứ, thức do biên xứ đó cũng là do tưởng, tưởng mà sanh các cõi đó. Thì như vậy, còn ở thế gian này do cái tưởng dục mà sanh, thành nó cũng là tưởng thôi, phải không? Như vậy thì tất cả đều do tưởng mà có. Tưởng sanh cõi sắc, ví dụ như cõi trời sắc là tu các cái thiền định, quán tưởng các cõi thiền định. Ví dụ như giờ người ta tu về cái pháp tịnh độ thì người ta cũng tưởng cõi cực lạc. Nghe trong kinh nói là mình tưởng tượng cái cõi đó vậy vậy đó, rồi mình tưởng Đức Phật Di Đà sẽ đón mình, phải không? Như vậy đó phải tưởng không? Đó đều là tưởng hết. Bởi vậy nên chúng sinh do tưởng mà có, chứ không phải từ đâu, từ tưởng mà có.
Bởi vậy nên nói là do tưởng. Rồi ở trong các thứ đều sai khác, bị tưởng khác cho nên có sai khác. Biết cảnh giới tưởng hiểm và sâu. Cái cảnh giới tưởng đó nó rất là sâu, rất là hiểm trở, ráng mà dẹp. Vì hiện thành thông để độ thoát. Ví như thuật gia sức tự tại, Bồ Tát thành biến cũng như vậy. Thân khóc pháp giới và hư không, tùy tâm chúng sanh đều được thấy. Thì Bồ Tát khi được tự tại rồi, giống cũng như là nhà ảo thuật, muốn hiện cái gì thì hiện. Bồ Tát cũng vậy, hiện thân khắp cả pháp giới, cả hư không, rồi tùy tâm chúng sanh thấy thân của mình để cho họ phát tâm Bồ Đề. Năng sở phân biệt lìa cả hai, tạp nhiễm thanh tịnh cũng không sở thủ, hoặc phược nghiệp giải trí đều quên, chỉ nguyện khắp ban vui quần chúng. Cái người phát tâm Bồ Đề này phải bỏ cả năng, cả sở, những phân biệt hai bên phải bỏ hết. Những cái tạp nhiễm, nhiễm nhơ, thanh tịnh đều không có chấp hoặc là trói buộc bằng cái mê lầm, hoặc là dùng trí mà mở. Thì hai cái này cũng đều quên, hoặc thấy có trói, hoặc thấy có mở, cũng đều không có kẹt, tức là không còn dính hai bên. Mà chỉ có một việc là nguyện khắp chúng sanh, ban cho mọi người được an vui thôi, chứ không có gì khác. Tất cả thế gian chỉ tưởng lực, dùng trí mà vào tâm vô quý, tư duy các pháp cũng như vậy, suy cầu tam thế bất khả đắc. Đây lặp lại lần nữa, tất cả thế gian đều do cái sức tưởng mà ra. Bởi vậy cho nên mình dùng trí mà vào trong cái tâm vô quý, rồi tư duy cái đó, các pháp cũng giống vậy đó, để mà tìm cái chỗ suy cầu, tức là tìm đến cái chỗ bất khả đắc của ba đời chư Phật. Hay vào quá khứ trọn thời trước, hay vào vị lai trọn thời sau, hay vào hiện tại tất cả chỗ, thường xuyên quán sát không chỗ có. Đó, ba thời, quá khứ, vị lai, hiện tại, mình song sáo trong đó mà thấy nó không thiệt, tam thời bất khả đắc, phải không? Tùy thuận niết bàn pháp tịch diệt, trụ nơi vô tránh vô sở y, tâm như thật tế không gì sánh, chuyên hướng Bồ Đề trọn chẳng thối. Tùy thuận niết bàn, đi tới cái chỗ tịch diệt, mình an trụ nơi vô tránh tam muội đó, trong cái ta chánh định, không tranh hơn tranh thua với ai, và cũng không có cái chỗ nương tựa. Tâm đúng với thực tế không gì sánh được, chuyên hướng Bồ Đề trọn không có thối chuyển. Bởi vì thường thường cứ nói vô tránh tam muội, mình nghe thì mình không biết, nói là cái định không có tranh cãi. Mà bây giờ cái định khi ngồi thiền rồi thì ai tranh cãi đâu, phải không? Tuy chưa có định mình cũng đâu có tranh cãi, có không? Thành cái vô tránh này là không còn thấy hai. Mà không còn thấy hai thì chỗ nào mà tranh? Cho nên dầu đi ngoài đường cũng ở trong cái định vô tránh tam muội, phải không? Ở khen mình không mừng, ở che mình không giận, thì không ở trong vô tránh tam muội là gì? Còn mình bây giờ ngồi thiền, lẽ ra chỗ đó là vô tránh rồi. Mà hồi chiều ai nói gì tức á, thì giờ ngồi thiền sao? Có tránh hay là không tránh? Tuy ngồi thiền mà lâu lâu mới nhớ câu trả lời. Nếu trả lời câu này hay hơn, hồi chiều trả lời câu đó thua, sợ câu đó không đủ nặng, không xứng. Thì như vậy tránh hay vô tránh? Như vậy thì ngồi thiền coi như là không có yên lặng đó, không có tranh cãi, mà rốt cuộc là tranh cãi. Còn nếu mình không thấy có hai thì ở đâu cũng là vô tránh tam muội hết. Tu những thắng hạnh không thối khiếp, an trụ Bồ Đề chẳng động lai, Phật và Bồ Tát cùng thế gian, cùng tận pháp giới đều sáng tỏ.
mình tu những cái thắng hạnh của Bồ Tát, của chư Phật, không có thối chuyển, không có khiếp nhược. Rồi mình an trụ trong cái tâm Bồ Đề, không có lay động đối với Phật và Bồ Tát, mình hiện cùng khắp thế gian, làm cho tất cả pháp giới đều được sáng tỏ hết. Muốn được tối thắng đạo đệ nhất là vua giải thoát nhất thiết trí, nên phải mau phát tâm Bồ Đề tâm, hết hẳn hữu lậu lợi quần sanh. Nếu người nào muốn được cái đạo tối thắng đệ nhất là vua giải thoát nhất thiết trí đó, thì người đó nên mau phát cái tâm Bồ Đề, hết hẳn những cái hữu lậu mà để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Xu hướng Bồ Đề tâm thanh tịnh, công đức rộng lớn bất khả thuyết, vì lợi quần sanh nên khen thuật, Phật tử các ngài nên nghe kỹ. Bởi vì ở đây muốn cho mọi người hướng về tâm Bồ Đề thanh tịnh, vì đó là cái công đức đức lớn lao vô kể, lợi ích cho chúng sanh không thể nào mà khen hết được. Vì vậy mà buộc lòng tôi phải nói cho các ngài nghe. Vô lượng thế giới đều làm bụi, đây kể trong một hạt bụi vô lượng cõi, mỗi cõi chư Phật đều vô lượng, đều hay thấy rõ không sở thủ. Đó, nghĩa là khi mà tâm Bồ Đề viên mãn rồi thì được thấy tất cả cái cõi nước nhiều như số bụi, và mỗi số bụi đó người cõi chư Phật không có thể nào hết, nghĩa là giống như là bụi mình thấy vậy mà không có chấp. Khéo biết chúng sanh không sanh trưởng, khéo biết ngữ ngôn không ngữ tưởng, không sanh tưởng, khéo biết ngữ ngôn không ngữ tưởng, nơi các thế giới tâm vô ngại, đều khéo biết rõ không sở trước. Đó là khi đó mình biết tất cả chúng sinh mà không có tưởng chúng sinh, mình biết tất cả ngôn ngữ mà không có tưởng ngôn ngữ. Sao vậy? Bởi vì biết tất cả chúng sinh không thiệt, cho nên biết mà không khởi tưởng. Biết tất cả ngôn ngữ cũng là cái hư dối, cho nên không khởi tưởng. Do không có tưởng cho nên nơi các thế giới tâm mình không ngại, biết hết mà không có chấp trước. Tâm đó rộng lớn như hư không, việc trong tam thế đều rõ suốt, tất cả nghi hoặc đều dứt trừ, chánh quán Phật pháp không sở thủ. Cái tâm người mà không còn có cái tưởng chúng sinh, tưởng ngữ ngôn đều không quái ngại, không có chấp trước, thì tâm đó rộng lớn như không, ở trong ba đời đều thấu suốt hết, tất cả đều dứt được cái nghi hoặc, và không có đối trong Phật pháp cũng không có chấp trước. Mười phương vô lượng các quốc độ, một niệm qua đến lòng vô trước, liễu đạt thế gian những pháp khổ, đều trụ vô sanh chân thật tế. Nghĩa là mình đối với mười phương các cõi nước, trong một niệm đều qua đến được, mà lòng mình không có chấp trước, hiểu tất cả thế gian là khổ, mà đều trụ trong vô sanh, ở trong cái chỗ chân thật. Vô lượng nan tư chỗ chư Phật đều đến hội đó để lễ Phật, thường làm thượng thủ hỏi Như Lai, Bồ Tát thực hành những nguyện hạnh. Đó, ở đây nói rằng nghĩa là chỗ chư Phật nó nhiều không thể lượng, không thể nghĩ, mà mình đều tới đó lễ hết chư Phật, mình đều làm cái người thượng thủ mà hỏi Phật. Rồi những cái chỗ thực hành đó Bồ Tát, mình đều làm được những cái nguyện hạnh đó. Tâm thường nhớ đến Phật mười phương, mà không sở y không sở thủ, hằng khuyên chúng sanh trồng thiện căn, trang nghiêm quốc độ khiến thanh tịnh. Đó. Tâm thường nhớ mười phương chư Phật, mà mình không có cái chỗ nương, không có chỗ chấp, khuyên người ta gieo trồng các căn lành để trang nghiêm cõi nước thanh tịnh sau này. Tất cả chúng sanh trong ba cõi dùng vô ngại nhãn đều quán sát, bao nhiêu tập tánh những căn giải,
vô lượng vô biên đều thấy rõ. Đối với chúng sanh trong ba cõi, trong tam giới này, dùng cái thiên nhãn vô ngại mà quán sát, rồi bao nhiêu cái tập tánh và cái căn giải của họ, nó vô lượng vô biên mình đều biết hết. Chúng sanh sở thích đều rõ biết. Như vậy tùy nghi vì thuyết pháp, nơi những nhiễm tịnh đều thông đạt, khiến kia tu tập vào nơi đạo. Do mình biết cái sở thích của chúng sinh, nói pháp đúng bệnh cho họ, cho nên rồi đối với cái pháp nhiễm pháp tịnh mình thấu suốt, dạy cho họ tu tập tiến vào đạo. Vô lượng vô số những tam muội Bồ Tát một niệm đều vào được, trong đó tưởng trí và sở duyên đều khéo rõ biết được tự tại. Đó, nói rằng trong vô lượng vô số cái tam muội một niệm mình được ở trong đó hết, rồi tưởng trí và sở duyên đều khéo rõ biết được tự tại. Tại sao một niệm mà vào tất cả tam muội? Nếu trong một niệm mà thanh tịnh thì tất cả tam muội có sẵn trong đó không? Thì có sẵn trong đó hết. Cho nên một niệm thanh tịnh thì tất cả tam muội đều hiện. Bồ Tát được trí rộng lớn này, mau đến Bồ Đề không sợ ngại, vì muốn lợi ích các quần sanh, mọi nơi tuyên dương đại nhân pháp. Đó là Bồ Tát sau khi được cái trí tự tại này rồi, được cái hiểu biết rộng lớn tự tại này rồi, thì liền có cái trí rộng lớn, rồi chống được Bồ Đề, rồi vì lợi ích chúng sanh làm mọi việc cho họ được lợi ích, như là nói những pháp đại nhân. Đại nhân tức là nói cái pháp Bồ Tát cho họ nghe. Khéo biết thế gian kiếp dài ngắn, một tháng nửa tháng và ngày đêm, quốc độ riêng biệt tánh bình đẳng, thường xuyên quán sát chẳng phóng dật, tức là tất cả thế gian về thời gian mình đều biết rõ, nhưng mà biết rõ tánh thời gian là bình đẳng không thật, thường quán sát như vậy, cho nên không có buông lung. Đến khắp mười phương các thế giới mà nơi phương xứ không sở thủ, nghiêm tịnh quốc độ đều không thừa, mà chẳng phân biệt là nghiêm tịnh. Đó, nên là đối với mười phương ở đâu mình cũng có đến được hết, nhưng mà mình không chấp chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Rồi tất cả cõi nước mình đều trang nghiêm thanh tịnh, không có sót, mà vẫn không thấy có cái trang nghiêm. Chúng sanh thị xứ hoặc phi xứ, và đến những nghiệp hoặc báo khác, tùy thuận tư duy vào Phật lực, nơi đây tất cả đều rõ biết. Chúng sanh thị xứ phi xứ là sao? Thị là chỗ phải, phi là chỗ quấy. Đó, chúng sanh ở chỗ phải, ở chỗ quấy, hoặc chỗ tốt, hoặc chỗ xấu, tất cả cái đó là do nghiệp báo nó có sai khác thôi. Vì vậy cho nên chúng ta tùy thuận theo cái tư duy của mình vào cái sức của Phật để mà biết rõ hết tất cả căn tánh chúng sinh. Tất cả thế gian những căn tánh, những thứ nghiệp hạnh vào ba cõi, lợi căn và trung cùng hạ căn, tất cả như vậy đều quán sát. Đó, ở đây là quán sát cả thế gian, căn tánh thế gian, những thứ hạnh nghiệp ở trong ba cõi, nào là hạng trung căn, thượng căn, hạ căn mình biết hết. Đó, tịnh cùng bất tịnh những tri giải, thắng liệt và trung đều thấy rõ, công hạnh chỗ đến của chúng sinh, ba cõi tương tục đều thuyết được. Bởi vì mình biết căn tánh chúng sinh nhơ hay là tịnh, hiểu biết hơn hay là kém, mình thấy rõ hết. Cho nên rồi ở trong ba cõi mình đều thuyết pháp không có chướng ngại. Thiền định giải thoát các tam muội, nhiễm tịnh nhân khởi đều chẳng đồng, và cùng đời trước khổ vui khác, tịnh tu Phật lực đều hay thấy. Bây giờ mình biết được do cái thiền định tam muội của mình, nên những cái nhiễm, những cái tịnh
đều do cái nguyên nhân mà khởi ra, nó không có đồng nhau. Và mình biết những cái đời trước hoặc là khổ hoặc là vui là do mình tu được cái Phật lực mà mình thấy như vậy. Chúng sanh nghiệp hoạt nối các loài, giúp các loài này được tịch diệt. Những pháp hữu lậu trọn chẳng sanh và tập chủng kia đều rõ biết. Tất cả chúng sinh mà sanh ra trên thế gian này đều do cái nghiệp hoạt mà nó dẫn nối tiếp luôn luôn. Nếu mà dứt được các cái nghiệp hoạt để dẫn sinh thì lúc đó là được tịch diệt, là được niết bàn. Bởi vậy nên những pháp hữu lậu mà mình thấu rõ được thì nó là tịch diệt, là vô sanh. Vì vậy cho nên mình tập những cái chủng kia, tức là biết rõ những cái chủng tánh kia, không có sai khác, không có chỗ nào mà sai sót. Như Lai phiền não đều trừ hết, đại trí quang minh chiếu thế gian, Bồ Tát ở trong Phật thập lực, dầu chưa chứng được cũng không nghi. Bây giờ Bồ Tát đối với Phật là đấng đã trừ hết các cái phiền não, là cái trí tuệ sáng chiếu cả thế gian, nào là những thập lực vân vân tứ vô sở quý, Bồ Tát không có nghi ngờ cái chỗ được của Phật. Bồ Tát ở trong một chân long niệm khắp mười phương vô lượng cõi, hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, các thứ nghiệp hạnh đều rõ biết. Nên là chỉ một nơi chân long mà biết vô số cõi, rồi nhiễm rồi tịnh gì cũng biết hết, mọi hành nghiệp chúng sanh đều biết hết. Trong một vi trần vô lượng cõi, vô lượng chư Phật và Phật tử, các cõi riêng khác không tạp loạn, như một tất cả đều thấy rõ. Thì ở đây nói cái số lượng nhiều như vi trần, chư Phật và Phật tử ở trong các cõi đó có bao nhiêu hạnh nghiệp khác, nó có tạp loạn hay không tạp loạn mình đều thấy rõ hết. Nơi một chân long thấy mười phương hết hư không giới các thế gian, chẳng có một nơi không có Phật. Cõi Phật như vậy đều thanh tịnh. Như vậy thì ở trong một lỗ chân long mà thấy hết cái thế giới nhiều khắp hư không, biết thế giới nào cũng có Phật hết. Như vậy thì nơi nào cõi nào cũng có Phật thanh tịnh. Như vậy hiện giờ cõi mình có Phật ra đời không? Có không? Có không? Sao không dám nói? Có ở đâu? Có chúng sinh thì có Phật ở trong đó rồi, phải không? Chúng sinh ra đời có Phật ra đời, nhưng mà tại vì khi ra đời lo cái làm theo hạnh nghiệp chúng sinh rồi ông Phật cũng không hiện, phải không? Nếu ra đời mà làm hạnh nghiệp của Phật thì hiện là Phật rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta tin rằng tất cả cõi nước có chúng sinh là có Phật, phải không? Mà chỉ có cái khác nhau là làm hạnh nghiệp chúng sinh hay làm hạnh nghiệp của Phật thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta nên làm hạnh nghiệp của ai? Nếu làm hạnh nghiệp Phật thì đây Phật ra đời nhiều lắm, phải không? Còn nếu làm hạnh nghiệp chúng sinh thì Phật không có ở đây. Ở trong chân long thấy cõi Phật, lại thấy tất cả các chúng sinh tam thế sáu loài đều chẳng đồng, ngày đêm giờ tháng có phượt giải. Ở trong một niệm thấy tất cả lỗ chân long, thấy cả cõi Phật, rồi thấy tất cả chúng sinh, rồi ba đời hay là sáu loài lục đạo đều thấy hết. Ngày tháng đêm gì mình biết hết, mà không có trói buộc, cũng không có cởi mở. Đại trí như vậy, các Bồ Tát chuyên tâm xu hướng ngôi Pháp Vương, nơi cảnh Phật trụ thuận tư duy mà được vô biên đại khoan hỷ. Những người đại trí như vậy đó là những vị Bồ Tát đương xu hướng về ngôi Phật. Cho nên ở cảnh giới Phật thuận theo đó mà suy nghĩ, thuận theo đó suy nghĩ cho nên được vô biên đại quan hỷ, tức là vui mừng vô biên. Thực ra ở đây nếu mà nói thật thì chúng ta sống vui vẻ hay là buồn nản
là từ đâu mà ra? Nếu buồn nản là chúng ta thấy chúng sinh xung quanh mình dễ ghét quá, phải không? Người này xấu, người kia xấu, người này hung dữ, người kia gì gì, mình nhìn hồi cái mình ghét quá, cái mình chán nản. Còn nếu mà mình thấy chúng sinh đáng thương, phải ráng mà độ họ. Người này bệnh này, người kia tật kia, họ đương khổ đau, tội nghiệp quá, ráng độ họ. Thì như vậy mình chán hay là mình cố gắng? Thì như vậy đổi quan niệm thành Bồ Tát, phải không? Không khéo thì thành Thanh Văn, còn không khéo nữa thì thành là chúng sinh chấp ngã lớn. Đó, thì trong ba cái đó, cho nên mà khi mà mình nghĩ tới tất cả chúng sinh đương khổ, mình ráng độ họ, thì làm cho một chúng sinh bớt khổ là vui hay là buồn? Và đang lo độ họ thì lúc đó vui hay buồn? À, vui trong có buồn, phải không? Bồ Tát phân tâm vô lượng ức, cúng dường tất cả chư Như Lai, thần thông biến hiện thắng vô tỷ, chỗ Phật sở hành đều trụ được. Đó, đây là nói cái phân thân của Bồ Tát nhiều lắm để cúng dường chư Phật, rồi thần thông biến hiện không có gì so sánh được, chỗ Phật hành đều Bồ Tát đều trụ được. Với vô lượng Phật đều mến khen, bao nhiêu pháp tạng đều sai nếm, thấy Phật nghe pháp siêng tu hành, như uống cam lồ lòng vui đẹp. À, nói rằng Bồ Tát sơ phát tâm này đối với vô lượng Phật đều khen, đều mến. Rồi đối với pháp của Phật ấy, thì nếm sai như mấy người uống rượu vậy đó. Phải không? Ghiền, sai ghiền. Tụi con có ghiền không? À, nghe là thấy sai như là người ghiền rượu vậy đó. À, thấy Phật nghe pháp siêng tu hành, như uống cam lồ lòng vui đẹp. Mỗi lần nghe pháp như là uống được nước cam lồ vui thích. Đã được Như Lai thắng tam muội, khéo vào các pháp trí tăng trưởng, tính tâm bất động như tu di, làm tạng công đức cho quần sinh. Đó. Nếu mà khi nào mình được cái tam muội của Phật rồi, thì lúc đó mình sẽ làm cho cái trí tuệ tăng trưởng, tính tâm không động, rồi làm cái kho công đức cho quần sinh. Từ tâm rộng lớn khắp chúng sanh, đều nguyện mau thành nhất thiết trí, mà luôn vô trước không sở y, lìa các phiền não được tự tại. Đó, nói lòng từ bi rộng lớn khắp chúng sinh, đều nguyện cho họ hay là nguyện cho mình được mau thành nhất thiết trí. Để làm gì? Để luôn luôn không có chấp trước, không có mắc kẹt, lìa hết phiền não được tự tại. Trí rộng lớn thương xót chúng sanh, nhiếp khắp tất cả đồng với mình, biết không vô tướng không chân thật, mà lòng tu hành không lười trễ. À, mấy cái này là mấy cái rất là khó. Nghĩa là mình có cái trí rộng lớn đó, rồi lại có cái lòng từ bi thương chúng sinh, nhiếp họ, nhiếp phục họ, để cho họ đồng tu với mình. Rồi mình biết rõ các pháp là không, là vô tướng, là không có chân thật. Tuy biết vậy mà luôn luôn tu hành không có lười trễ, chứ không nói các pháp không, các vô tướng rồi cái mình làm biến tu, không có vậy. Bồ Tát phát tâm lượng công đức, ức kiếp ca ngợi không hết được, vì xuất sanh các đức Như Lai và quả Thanh Văn và quả Độc Giác. Đó. Ở đây nói rằng cái phát tâm Bồ Tát nó công đức không thể lường, ca ngợi dầu cho ức kiếp cũng không hết. Tại sao vậy? Vì do cái phát tâm đó mà được thành Phật, hoặc được chứng quả Thanh Văn, quả Độc Giác. Mười phương quốc độ các chúng sanh ban cho an vui vô lượng kiếp, khuyên trì ngũ giới và thập thiện, tứ thiền tứ tâm các định xứ, lại trọn nhiều kiếp ban an vui, dứt khiến dứt phiền não thành La Hán. Những phước đức đó giàu vô lượng, nhưng chẳng bằng công đức phát tâm.
tức là đây so sánh như cái thí dụ của cái phẩm trước đó, so sánh thì dầu cho mình cúng dường vô số chúng sinh, rồi dạy họ giữ năm giới, rồi cúng dường vô số chúng sinh, dạy họ tu tứ thiền vân vân, cho tới chứng quả A-la-hán, cũng không bằng cái công đức của Bồ Tát Phát Tâm, Pháp Bồ Đề Tâm. Toán số thí dụ không bằng được, một niệm qua được trần số cõi, như vậy đi mãi vô lượng kiếp, số những cõi đó còn tính được, công đức phát tâm chẳng thể biết. Đó. Ví dụ như là nó là một niệm mà qua tất cả cõi nước, như vậy đi hoài vô lượng kiếp, gom cõi nước đó lại không biết là bao nhiêu, vậy mà so với cái công đức phát tâm mình còn nhiều hơn cái đó nữa. Quá khứ vị lai và hiện tại, bao nhiêu kiếp số vô lượng biên, những kiếp số này còn biết được, công đức phát tâm chẳng thể lường. Đó, nghĩa là nhiều kiếp số vô lượng vô biên, nhưng mà cái đó còn có thể biết, chứ công đức phát tâm Bồ Đề này không có lường nổi. Do tâm Bồ Đề khắp mười phương, bao nhiêu phân biệt đều biết cả, một niệm tam thế đều thấu tỏ, vì lợi ích vô lượng chúng sanh. Nghĩa là tâm Bồ Đề này nó khắp cả mười phương, nó làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích không có giới hạn. Thập phương thế giới những chúng sanh ý muốn tri giải và phương tiện đến hư không giới đều lường được, công đức phát tâm khó lường biết. Đây là so sánh các cái công đức, các cái sự rộng lớn. Dầu cho mười phương thế giới chúng sanh không biết là bao nhiêu, mọi tri giải họ cũng không biết bao nhiêu, cho tới hư không người ta không thể lường được, vậy mà cũng còn thua công đức của phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát chí nguyện khắp mười phương, từ tâm lợi khắp các quần sanh, đều khiến tu hành Phật công đức, thế nên sức đó khó ngần mé. Bởi vì nói cái chí nguyện Bồ Tát là tu để làm lợi ích cho chúng sanh cả mười phương, đều khiến cho mọi người được thành Phật, vì vậy mà công đức của Bồ Tát không có ngần mé. Chúng sanh muốn hiểu lòng sở thích, căn tánh phương tiện hạnh riêng biệt, nơi trong một niệm đều rõ biết, nhất thiết trí tri tâm đồng đẳng. Nó nói mọi cái sự hiểu biết, mọi cái sở thích, mọi cái phương tiện của hành nghiệp của chúng sanh trong một niệm biết hết, không có sai sót, bởi vì được cái nhất thiết trí tri nó bình đẳng. Tất cả chúng sanh các hoạt nghiệp ba cõi tương tục không tạm dứt, những ngàn mé này còn biết được, công đức phát tâm khó nghĩ bàn. Nói rằng chúng sinh do hoạt nghiệp mà dẫn đi sinh tử trong ba cõi không có dừng, thì cái đó không biết bao nhiêu, vậy mà còn có thể biết được, chứ còn công đức phát tâm Bồ Đề này không nghĩ bàn được. Phát tâm hay lìa nghiệp phiền não, cúng dường tất cả chư Như Lai, nghiệp hoặc đã lìa tương tục dứt, khắp trong ba đời được giải thoát. Người phát tâm Bồ Đề lìa được nghiệp, được phiền não, cúng dường chư Phật, nghiệp hoặc đã lìa, không còn tiếp nối nữa, thì khắp trong ba cõi mình được tự tại, được giải thoát. Một niệm cúng dường vô biên Phật, cũng có vô số các chúng sanh đều dùng hương hoa và tràng đẹp, tràng phan lộng báo y phục tốt, thức ngon và báo chỗ kinh hành, các cung điện đều nghiêm, các thứ cung điện đều nghiêm tốt, tỳ lô giá na diệu vũ châu, như ý mani phát sáng chói. Như vậy niệm niệm đem cúng dường, trọn vô lượng kiếp bất khả thuyết, người đó phước tụ giàu lại nhiều, chẳng bằng phát tâm công đức lớn. Đó. À, đây nói cái phước đức cúng dường vô biên vô số chư Phật, nào là tràng phan, nào là bảo cái, nào là cung điện, nào là ngọc báo, vân vân, cúng dường chư Phật không thể lường, vậy mà cũng không bằng công đức của người phát tâm Bồ Đề. Đã nói bao nhiêu những ví dụ không có bằng được Bồ Đề Tâm, bởi vì tam thế chư Như Lai đều từ phát tâm này mà có. Đây ngài mới kết thúc. Dù tôi nói bao nhiêu cái thí dụ đó
cũng không ví dụ được cái tâm Bồ Đề. Tại sao? Vì chư Phật từ phát tâm Bồ Đề này mà được thành Phật. Phát tâm vô ngại không chừng ngần, muốn cầu vô lượng đó, muốn cầu lượng đó không thể được. Nhất thiết trí trí nguyện tất thành, bao nhiêu chúng sanh đều độ trọn. Bởi vì cái người phát tâm vô ngại không có ngần mé, mà đã vô ngại không ngần mé thì làm sao mà lường được. Bởi vậy cho nên được cái nhất thiết trí trí đó, nó đã thành tựu rồi thì độ tất cả chúng sanh không có sót. Phát tâm rộng lớn đồng hư không, sanh những công đức đồng pháp giới, công hạnh phổ biến không khác như, trọn lìa chấp trước bình đẳng Phật. Mấy cái chữ này là chữ quan trọng. Mình phát tâm đó nó rộng lớn như hư không, sanh những công đức cũng không rộng lớn đầy cả pháp giới. Như vậy thì mọi công hạnh nó khắp hết, phổ biến tức là nó khắp hết, không khác, nhưng mà nó đều từ cái như mà ra. Rồi lìa mọi chấp trước bình đẳng đều từ cái Phật mà ra. Như vậy thì tóm lại mọi công hạnh từ cái như, mọi cái dứt chấp trước, giác ngộ sao lìa chấp trước là Phật. Như vậy thì Phật và như, à, như là chỉ cho cái thể tánh như như. Mình chỉ có hai cái gốc là thể tánh như như và cái giác ngộ chân thật. Giác ngộ là Phật, thể tánh như như là như. Tất cả pháp môn đều vào cả, tất cả quốc độ đều qua được, tất cả trí cảnh đều thông đạt, tất cả công đức đều thành tựu. Thì được như vậy thì tất cả cái này đều thông suốt hết. Tất cả năng xả luôn tương tục, tịnh các giới phẩm không sở trước, đầy đủ vô lượng công đức lớn, thường xuyên tinh tấn bất thối chuyển. Bởi vì mình hay xả, mình luôn luôn tiến tới chứ không có dính mắc. Bởi vì cái chữ xả với chữ tiến này đó, nó có cái liên hệ nhau. Mình tu bây giờ mình tiến mà không chịu xả, cho nên tiến một lát cái này nó rút lùi lại. Tại sao vậy? Thí dụ như có người họ phát tâm lo cho chúng, làm việc cho chúng, nghĩa là làm việc cho chúng, nhưng mà khi làm việc cho chúng cái làm cái nhớ, à, bữa nay tôi làm giúp cho bên này, mai làm giúp bên kia, mình giúp nhiều nhiều rồi cái bữa nào muốn bệnh hay sao, à, thôi làm cho thiên hạ, giờ mình bệnh mình chịu, không thèm làm nữa, phải không? Nếu như vậy thì mình tiến, thì tiến mà mình còn nhớ, mình giữ thì mình không có xả, thì tiến tới đâu cái lúc nào cũng rút lùi lại. Cho nên làm tất cả mà xả tất cả thì tiến mới tới cuối cùng được. Mấy cái này thật là một cái lý tưởng của Bồ Tát đó. Mình phải làm tất cả mà đừng thấy đủ, đừng thấy công, đừng thấy làm như vậy là đủ rồi, đừng thấy làm vậy là công của mình lớn, thì mình làm tất cả không có chướng. Vào thăm thiền định thường tư duy, phải câu đó không? Trí huệ rộng lớn đồng tương ưng, đây là bậc Bồ Tát tối thắng, xuất sanh tất cả đạo phổ hiền. Đó, nói rằng mình được như vậy thì sẽ được vào thiền định, rồi được trí huệ rộng lớn, được những hạnh rộng lớn của Bồ Tát, đó là do sản xuất ra cái đạo phổ hiền. Tam thế tất cả chư Như Lai đều hộ niệm hàng sơ phát tâm, đều dùng tam muội Đà La Ni thần thông biến hóa đồng trang nghiêm, mười phương chúng sanh vô biên lượng, thế giới hư không cũng như vậy, phát tâm vô lượng hơn số kia, do đây hay sanh tất cả Phật. À, nếu mình phát tâm được như vậy thì chư Phật ở mười phương đều là tổng trì, đều hộ niệm cho mình, dùng thần thông để mà giáo hóa mình. À, như vậy thì dầu cho chúng sinh vô lượng vô biên, ở mười phương vô lượng vô biên, hoặc là cái thế giới không cùng không tận, mà người phát tâm này đối với số lượng kia còn hơn nữa, do đây hay sanh tất cả Phật, vì phát tâm đó mới thành Phật. Bồ đề tâm là gốc thập lực, cũng là gốc tứ biện vô quý, và 18 Phật pháp bất cộng,
tất cả đều từ phát tâm được. Phật có thập lực, tứ sư vô sở quý, thập bát bất cộng, tứ biện tài này vân vân, đều từ cái sơ phát tâm này mà được hết những cái của Phật được đó. Chư Phật thân sắc tướng đoan nghiêm, nhẫn đến diệu pháp thanh bình đẳng, trí huệ vô trước đáng cúng dường, đều do phát tâm mà được có. Được cái thanh trang nghiêm của Phật, được cái pháp vi diệu bình đẳng của Phật, được cái trí tuệ không có chấp trước, thì tất cả được đó đều do phát tâm mà được. Tất cả độc giác thanh văn thừa, sắc giới tứ thiền tam muội lạc, và vô sắc giới tứ định xứ, đều do phát tâm làm cội gốc cho tới quả độc giác, quả thanh văn, hoặc được tứ thiền, tứ sắc giới, tứ không giới, cũng đều do phát tâm mà được. Tất cả trời người tự tại vui, dẫn đến các loài các thứ vui, tinh tấn định huệ căn lực thải, tất cả đều do sơ phát tâm. Đó. Nếu mình làm cho được cõi trời vui, cõi người vui, cho tất cả chúng sinh đều được an vui, đó là do mình cho tới, như là tu ngũ căn ngũ lực, tinh tấn, thiền định, trí huệ, vân vân, đó thì cũng đều do sơ phát tâm mà ra. Từ nhân phát khởi tâm rộng lớn, thời hay tu hành lục độ hạnh, khuyên các chúng sanh tu chánh hạnh, ở trong tam giới thọ an vui. À, nghĩa là mình phát tâm rộng lớn rồi, mình tu lục độ vạn hạnh, đó để làm chi? Để mà khuyên các chúng sanh họ tu cái hạnh chân chính, ở trong tam giới khổ đau này mà họ được an lành tự tại. Trụ Phật trí vô ngại thiệt nghĩa, bao nhiêu diệu hạnh đều khai mở, hay khiến vô lượng các chúng sanh đều dứt hoặc nghiệp hướng niết bàn. Đó. Nghĩa là do cái pháp tâm mình mà mình trụ được cái trí tuệ vô ngại của Phật đúng cái nghĩa chân thật, rồi đem bao nhiêu cái diệu hạnh mà mở bài cho chúng sinh, khiến cho vô lượng chúng sinh đều được an vui, dứt hết nghiệp, được niết bàn. Trí huệ sáng chói như tịnh nhật, các hạnh đầy đủ như trăng tròn, công đức luôn đầy như biển cả, không nhơ không ngại đồng hư không. Đó, chính vì cái phát tâm rộng lớn đó cho nên đạt được kết quả cũng rộng lớn. Trí tuệ như là mặt trời trong, các hạnh như là trăng tròn, công đức như là biển cả, không nhơ không sạch như là hư không. Khắp pháp vô biên nguyện công đức đều ban vui tất cả chúng sinh, tặng thở vị lai y nguyện hạnh thường xuyên tu tập độ chúng sinh. Nghĩa là mình tu phát tâm vô biên, cái nguyện công đức của mình là ban vui tất cả chúng sinh tột đời vị lai, y theo cái nguyện hạnh đó mà thường xuyên năng tu hành độ chúng sinh không có chán. Vô lượng đại nguyện khó nghĩ bàn, nguyện khiến chúng sanh đều thanh tịnh, không vô tướng vô nguyện vô y, do vì nguyện lực đều hiểu rõ, hiển rõ. Như vậy thì do cái đại nguyện của mình mà mình khiến cho chúng sanh đều được thanh tịnh, họ thấu suốt được các pháp là không, là vô tướng, là vô nguyện, là vô y. Đó là do nguyện lực của mình hiển cho họ thấy. Rõ pháp tự tánh như không, tất cả tịch diệt đều bình đẳng, pháp môn vô số bất khả thuyết, vì chúng sanh nói không sở trước. Nghĩa là biết các pháp tự tánh nó là như hư không, nó tịch diệt, mà tịch diệt nên bình đẳng, thì pháp môn của Phật rất nhiều vô số, nói không hết, mà mình luôn luôn vì chúng sanh mà nói mà không có chấp trước. Thập phương thế giới chư Như Lai đều đồng tán thán sơ phát tâm, tâm này vô lượng đức trang nghiêm, đến được bờ kia đồng với Phật. Nghĩa là mười phương chư Phật đều khen ngợi người sơ phát tâm này. Tại sao khen ngợi? Vì người sơ phát tâm này rồi sẽ trang nghiêm vô lượng công đức, rồi sẽ đồng với Phật. Như số chúng sanh ngàn ấy kiếp, nói công đức đó chẳng thể hết. Bởi ở nhà lớn của Như Lai, các pháp thế gian không dụ được. Cái người phát tâm này
nó rộng, công đức rộng lớn không có thể nào kể hết được. Tại sao? Vì người đó sẽ vào nhà của chư Phật, mà nhà chư Phật thì rộng lớn thênh thang, cho nên không thể đem cái việc thế gian mà dụ được. Muốn biết tất cả các Phật pháp, phải nên mau phát Bồ Đề tâm. Tâm này hơn hết trong công đức, tất được Như Lai vô ngại trí. Chúng sanh tâm hành đếm biết được, quốc độ vi trần cũng đếm được, ngàn mé hư không có thể lường, phát tâm công đức không lường được. Đó, bảo rằng tất cả chúng ta nên muốn biết tất cả chư Phật thì phải mau phát cái tâm Bồ Đề này. Trong tâm này có chứa đựng tất cả công đức của chư Phật. Đó. Bởi vậy cho nên chúng sinh tâm hành của họ nó vô biên vô lượng mà mình có thể biết được. Cõi nước như số vi trần có thể đếm được, hư không không thể lường mà cũng có thể lường được. Chứ công đức của người phát tâm này không thể ai biết, ai lường được hết. Xuất sanh tam thế tất cả Phật, thành tựu thế gian tất cả vui, tăng trưởng tất cả thắng công đức, dứt hẳn tất cả các nghi hoặc, khai thị tất cả diệu cảnh giới, trừ hết tất cả các chướng ngại, thành tựu tất cả cõi thanh tịnh, xuất sanh tất cả trí Như Lai, muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tận công đức tạng, muốn diệt chúng sanh tất cả khổ, phải nên mau phát Bồ Đề tâm. Thì như vậy tất cả cái này bảo chúng ta, nếu mà muốn hết, muốn được cái gì, muốn biết được tâm thế gian, muốn tăng trưởng tất cả công đức, muốn dứt hết tất cả nghi hoặc, muốn khai thị cảnh giới nhiệm màu, muốn trừ hết chướng ngại, muốn được cõi giới thanh tịnh, muốn được trí của Phật, muốn thấy mười phương chư Phật, muốn ban cho chúng sanh vô tận tạng công đức, muốn diệt hết những khổ chúng sinh, thì chỉ có phát Bồ Đề tâm. Phải mau mau phát Bồ Đề tâm, phải không? Như vậy thì đây nói cái công đức của người phát tâm Bồ Đề. Mà công đức đó không có cái gì thí dụ so sánh cho bằng hết. Tại sao lớn lao quá vậy? Mới phát tâm mà được to vậy? Thì ở chỗ này nói cho tất cả hiểu. Bởi vì trong cái tinh thần ở đây là nói sơ phát tâm đồng chánh giác, tức là người mới phát tâm đồng với Phật. Tại sao mới phát tâm rồi đồng với Phật? Phật khác, người mới phát tâm khác. Mới phát tâm là mới tu, Phật là tu xong rồi. Nhưng mà đây là đứng về cái lý thể tánh mà nói. Cái thể tánh giác của mình, thể tánh giác của Phật khác không? Cho nên khi phát tâm là mình nhận được cái thể tánh giác của mình, y theo thể tánh giác thênh thang đó mà phát tâm, thì cái quả nó được cái giác như chư Phật, thênh thang như chư Phật. Mà như vậy thì cái giác của mình và giác của Phật thể nguyên đồng, cho nên nhận được cái thể đó mà phát tâm thì đồng với chư Phật. À, bởi vậy cho nên nói công đức của người phát tâm này giống như công đức của Phật, phải không? Công đức của Phật vô kể thì công đức của người phát tâm cũng vô kể. Như vậy thì trong cái phẩm phát Bồ Đề tâm này, kiểm lại cho mình, phát tâm có giống giống vậy không? Giống vậy không? Tự con tu là phát tâm gì? Tâm Bồ Đề chứ gì, phải không? Mà tâm Bồ Đề của mình Bồ Đề con, chứ không phải đồ Bồ Đề Chúa. Cho nên là nó có chút xíu à, tuy cũng giác là giác chút xíu thôi, độ chúng sanh mà độ ít ít vậy, chứ không có độ nhiều. Đời này độ chừng ít trăm người vậy, phải không? Hay là độ những người có duyên với mình thôi, còn ai chưa có duyên thôi khoan ha, để dành đời khác. Mình cứ nghĩ vậy, chứ ít có nghĩ phát tâm độ tất cả chúng sinh, rồi phát tâm cúng dường tất cả chư Phật, phát tâm mình và Phật đều công đức ngang nhau, nghĩa là muốn được như vậy đó.
thì phát tâm đó mới là to, mới là rộng lớn. Phát tâm như vậy đó mới là tâm đại bồ đề. Như vậy thì phát tâm đồng với chư Phật, công đức không thể kể. Còn phát tâm mình công đức đếm trên đầu ngón tay, phải không? Như vậy thì chúng ta nên phát tâm lại không? Thì bây giờ đã phát tâm nhỏ rồi, giờ phải phát tâm lớn lên, phải không? Phát tâm bồ đề. Như hồi nãy trong cái thí dụ có nói đó, nói rằng cái trong củi khô nó có lửa, và trong củi khô mình kéo nó phát lửa. Thì như vậy trong củi khô có lửa và củi khô nó phát lửa, thì hai cái thứ có lửa ngầm ở trong cây củi và cái lửa phát ra tuy hai hiện tượng khác nhau, phải không? Cái thì ngầm không thấy, cái thì phát ra thấy, nhưng mà cái thể nó khác không? Nó không khác. Bởi vậy cho nên nhận được mình có cái tánh giác như Phật thì mình phải phát tâm rộng lớn như Phật, nó không có khác, vì mình với Phật không hai. Thôi nghĩ.